Alo. Dạ ba. Alo. Ơi dạ. Alo. Con nghe nè, ba đừng có lô lô nữa, ba nói đi con nghe nè. Sao? Ba. Sao không thấy bay? Ba mở cái hình ba lên coi. Trời. Cái gì thấy hình? Ba mở cái camera lên. Ở cái camera đâu dạ. Đâu không? Từ từ, từ từ. Rồi. Đâu đâu đâu. Đâu. Rồi. Thấy ba rồi nè. Ôi. Ôi trời, bữa nay ba đẹp trai quá. Trời, ba lúc nào cũng vậy con. Cháu ngoại ba đâu? Dạ nó đang chơi ở dưới công viên rồi ba. Vậy hả? Dạ. Đà, đi chơi vui quá hen. Dạ. Ba cũng đang ở công viên nè. Công viên ở trong viện thôi. Dạ. Có mấy bác nè, nhiều lắm nè. Gặp bác Đinh đi con. Dạ. Con chào bác Đinh. Ôi con với cái. Chắc gì vậy anh? Ủa sao vậy ba ơi ba? Bỏ qua đi. Sao vậy? Ông đang buồn á, ông đang giận. Gì hả? Ông gọi con ổng mà con ổng không có bắt máy. Con bác Bình, bác Bình à. Hả? Đây, nói chuyện với bác Bình nha con nghe, chúng Tết bác Bình nha. Dạ. Chào. Con chào bác Bình. Ờ đó. Bác Bình. Ủa, bác Bình đâu rồi ba? Bác Bình làm bà bánh trắng trộn. Ba ơi, chừng nào tụi con đi chơi về á, ra mùng cái tụi con ghé và tụi con thăm ba nghe ba. Rồi, vậy nghe con nghe. Rồi, đi chơi vui vẻ nghe. Dạ, con chào bye ba. Bye bye. Dạ, bye bye ba. Còn gì bằng Tết rồi mình có con mình chúc. Gì? Ngày Tết rồi, bực bội gì mình bỏ qua đi. Mình vui vẻ đi. Như vậy mới sống lâu được. Kệ tôi. Còn gì cái? Con ông sao? Hồi mà mình còn trẻ đó, mình nuôi nó đó, là nó điện thoại cho mình tối ngày. Bây giờ mình già rồi, nó đưa mình vô viện dưỡng lão xong rồi, Tết nhất tới nơi mình điện nó không bắt. Tức không? Tức cái gì đâu mà tức. Mình cũng phải thông cảm, mình hiểu cho con mình chút xíu, thấy không? Nhiều khi nó bận, nó kẹt cái công chuyện gì đó. Bận rồi. Cái gì? Gọi không biết bao nhiêu lần nè. Mở lên coi số của nó đây phải không? Ừ. Để tôi gọi cho à. À, alo. Alo. Ồ, Út ba con. Bác đây, bác đây. Hồi nãy ba bay gọi, bay không bắt máy. Ông giận kìa. Hiểu. Trời ơi, ngốt nó đang làm tôm lăn bột. Vậy hả? Hai cái tay trộn bột làm sao mà nó nghe máy được. Đưa đây nó hả, tôi nói chuyện với nó. Con nói chuyện với ba con nghe. Nó tắt máy rồi. Ông lãng quá. Ông Đinh. Ghê. Ông Cao này nói chuyện với con ông rồi, tôi mới hiểu ra vấn đề. Ông khó khăn thấy ớn luôn á. Sanh con ra rồi ông cứ nghĩ nhờ con hay sao? Nước mắt chảy xuôi có bao giờ chảy ngược đâu ông. Ông ngửa cái đầu lên coi coi nước mắt chảy ngược không. Trời ơi, ông nghe đúng dễ sợ. Nè ông. Hử? Sao con ông á, năm nay Tết tôi không thấy vô thăm ông vậy? Ông lẫn rồi. Lẫn gì? Tên nói lẫn là không chịu. Đây nè, cái áo này. Ừ. Của hai. Con của ông tặng tôi nè. Đó này, khúc này hết lẫn rồi nè. Con của tôi nó vô đây cái bữa 27 Tết lận. Nó tặng cho ông cái áo, tặng cho ông Đinh cái áo, tôi cái áo, ba người mình ba cái áo mới mặc Tết. Đúng rồi. Còn ông, con người ta tới thăm cho quà rồi, còn con ông sao không thấy tới để thăm ông? Thì gì? Cái vụ gì chứ, cái vụ con cái đừng có nhắc được không? Ủa sao vậy? Ông bị vô sinh từ nhỏ mà. Ông đừng có nhắc tới cái gia đình với lại con cái, tội nghiệp người ta tuổi, hiểu không? Cảm ơn ông là tại vì cái chuyện đó là tôi nói cho ông nghe. Nhiều chuyện. Bởi vì tính tình khó khăn tối ngày, ăn no móc họng người ta không? Không dám đâu, chắc ông móc họng tôi được à. Sao? Con gái tôi sắp tới rồi đó. Tới rồi. Thấy chưa? Mới nói tới liền ha. Hay linh ghê. Tới giờ cơm rồi mấy ông ơi. Xin lỗi nhầm. Dì Mẫu tới chứ không phải con gái tôi. Một hàng cháu tới. Trình trước thẳng. Sắp hàng. Nhận cơm lần nào cũng vậy, phải sắp hàng. Ủa, cái phòng ba người mà sao giờ còn hai ông vậy? Ba mà. Thấy có hai ông mà còn ông... Ông cao đâu? Ông này cao hơn tôi nè. Tôi cao thì tôi đứng trước nè. Cao nhất luôn rồi nè. Ông Trần Văn Cao. Có. Trần Văn Cao có mặt. Trời ơi ông Cao ơi, ông đã không được cao rồi. Ông phải đứng trên cao. Chứ nghĩ sao ông đứng sao, sao người ta thấy ông được ông cao. Đúng rồi ông Cao ơi, ông tào lao quá ông Cao. Cao lên đây ông. Lên đi Cao.
Dì Mẫu ơi, dì Mẫu, bữa nay mình ăn món gì vậy? Đừng có ăn thịt kho trứng cút nữa nghe, ngán lắm rồi á. Ôi, sao thịt kho trứng cút được? Tại tôi cho ăn món mới. Món mới. Chắc nay ăn ngon miệng. Thịt kho hồng vịt. Rồi, okay. Cái món này là cái món truyền thống. Tết là nhà nào cũng có hết á, ăn đi mấy ông ơi. Rồi, biết rồi. Phần của bạn già nè. Tôi không ăn. Sao vậy? Tôi chờ con tôi đem tôm lăn bột vô tôi mới ăn. Ai có tôm lăn bột nữa ta? Dì Mẫu. Hả? Trả lại một phần, lấy hai phần thôi. Không. Dì Mẫu đổi chẳng qua là tại tôi. Dụ gì? Tại tôi thầy lai, ổng điện cho con ổng không bắt máy. Tôi mới lấy cái máy của ổng, tôi điện cho con ổng là tôi nói là nó bận làm tôm lăn bột, hai cái tay nó dính bột. Cho nên giờ ổng chờ đó. Lành quá, ông lành quá. Ông Đinh, ăn phần này đi ông, không có tôm lăn bột gì đâu. Ủa là sao? Cái ông Cao kìa, ổng xạo xạo á, con anh có nghe máy đâu mà ổng gọi vậy, ổng nói con nghe máy rồi nói làm tôm lăn bột gì làm gì có. Già mà hà rứa lắm nè. Xin lỗi, tại Tết là muốn cho ông vui thôi. Mà mốt, nói mấy ông nè à. Xin lỗi. Ăn uống xong ta dọn dẹp sạch sẽ ở phòng ốc, nó phải ngăn nắp cái gì mà quần chỗ này, áo chỗ nọ, dục lung tung hết trơn á. Ai đừng có để mất điểm trong cái phòng này nghe, tôi bực lắm nghe. Rồi mấy cái tờ giấy thông báo mà tôi dán trên tường đâu? Phan, cho tôi ý kiến. Cái vụ này tôi ở chung phòng tôi biết nè. Sao? Ông này nè, ông Bình, ông lẫn bước vô nhà tắm, tắm xong đi trở ra, dỡ cái rương lên, lấy bộ đồ mới, bỏ vô thao giặt đồ, rồi còn cái bộ đồ dơ hồi nãy á, cuốn lại đàng hoàng ngăn nắp lắm, bỏ trong rương. Ủa, tôi làm vậy luôn hả ta? Không nhớ luôn. Còn cái vụ mà mấy cái giấy dán nội quy đó ha, có một người nữa kỹ lắm, thấy bạn mình lấy đồ dơ bỏ vô rương sợ hôi, mở cái rương lấy đồ dơ ra, xé hết mấy cái giấy nội quy đó gói đồ dơ lại. Tầm bay tầm bạ, ai vậy? Ông chứ ai? Tôi. Thôi, ông lẫn chứ tôi không có lẫn đâu nghe. Rồi còn nữa, cái vụ đèn ngủ, tối không chịu tắt đèn đi ngủ, mở đèn sáng trưng là sao vậy mấy ông? Chứ ai? Tôi là trưởng phòng ở đây, tôi nói là tôi có tắt đèn, đêm nào cũng vậy. Tôi chờ mấy ông này lên giường nằm ngủ đúng 9 giờ một cái là tôi tắt đèn. Nhưng mà tự nhiên là cứ giữa khuya tôi thức dậy là thấy đèn cháy sáng, tôi không biết ai mở luôn. Ủa, chẳng lẽ cái công tắt đèn này nó hư ta? Tôi á. Cái gì vậy ông Cao? Tôi mở. Mình có tội, mình chịu tội. Rồi mắc gì ngủ mở đèn sáng trưng đây. Thông cảm đi. Tại vì tôi ngờ ngủ á, tắt đèn á, tôi ngủ tôi nhắm mắt á, không được. Sao không được? Tại vì khi mà tôi nhắm mắt lại đó, là tôi tưởng tượng như không gian xung quanh tôi đó, nó tối ôm, tối mò hết nè. Rồi lỡ có một cái bàn tay nào nó chạm tới con người của tôi, tự nhiên tôi thấy nó nhột nhạt lắm, cho nên là tôi phải mở đèn lên. Ba ông quá quậy rồi. Nói nghe, nãy giờ tôi nghe dì Mẫu nói chuyện, tôi nhớ tới má tôi quá. Ủa, sao ông nhớ tới má không? Tại vì hồi nhỏ mình bắt đầu lầm lỡ một cái gì á, cái má kêu lại. Trời ơi, má chửi như tát nước vô mặt, chửi từ trên đầu mà chửi xuống dưới luôn. Đúng rồi. Sao? Mẫu mà, Mẫu là mẹ đó. Nè, mấy ông còn chụm lại nói xấu tôi một lần nữa ha, là tôi đuổi mấy ông về đó. Đừng. Chị Thảo. Tết nhất mà các. Ủa, chị Thảo. Lớn mừng năm mới gì? Trời ơi, chị ơi, con quá. Con gái tôi tới. Dạ. Đâu có con. Dạ, con chào các bác. Chào con. Chào hai bác và chào ba con. Con quên. Dạ. Dạ chào hai bác. Chào ba. Ba chào con. Kệ dạ. Đi, một bên không có cha, lâu một quá. Bên không có con, kệ cho người ta nhận nhau cũng được. Lâu quá rồi ba không có gặp con á. Con cũng nhớ ba quá trời. Nay đầu năm mới con chúc ba nè. Chúc hai bác nè, thiệt là nhiều sức khỏe, sống lâu với tụi con. Ơi, cảm ơn con. Cảm ơn con. Ba cảm ơn con gái. Chưa hết nha. Con còn có này gửi cho biếu cho hai bác với ba nữa nè. Ý, có quà, có quà. Trời ơi, quý quá. Con gửi bác chúc mừng. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Dạ con gửi bác Cao.
nào. Cảm ơn con, cảm ơn con. Ui. Để ba nè. Ba cảm ơn con gái. Dạ ba. Dì dì ơi, phần của dì á, à, con còn để ngoài kia kìa. Chát nữa con mang vô cho dì sao trời nha. Trời ơi, quà cáp chi cũng biết, mày bài vẽ quá à. Trời ơi, sao thiếu phần của dì được. Mà dì, cho con hỏi, vô đây em con nghe dì la gì âm sùm cho dì. Trời, con coi á, ba ổng quậy dì á. Dì dọn đằng trước là ba ổng quậy đằng sau. Tối á, thì dì đi tắt đèn ngủ á, là mấy ổng mở lên cho sáng trưng vậy á. Thôi, vậy á mà dẫn. Con chịu được hay ha. Mấy năm trời liên tục tuần nào cũng vô thăm mấy ổng, ngồi chơi với mấy ổng. Con dì thấy để con luôn đó. Con thấy vui mà. Dì biết không, ngày xưa con là trẻ mồ côi. Rồi hồi nhỏ con được các cô, các chú ở trong viện dưỡng lão nuôi con, chăm sóc con. Rồi bây giờ con lớn lên á, con có được một ít gì đó rồi á, con cũng muốn quay trở lại viện dưỡng lão nè. Rồi quay trở lại viện mồ côi. Con nhìn thấy cô chú vậy, thật sự trong lòng của con rất là hạnh phúc. Thôi, con ở đây ngồi chơi với mẹ ổng đi. Dì đi qua khu B lo cho mấy dì ở bên kia cái. Dạ, dạ, dạ. Chút gì vô. Dạ, dạ. Cái gì vậy? Cái gì kỳ vậy? Ông này ai, của ai nấy ăn tự nhiên thọt thọt tay qua người này người kia cho miếng coi. À nè nè, tôi thèm mứt dừa muốn chết luôn mà sao không có mà ông có mứt dừa. Sao tôi thèm mứt gừng mà lại cho tôi mứt tắc? À, cái tôi cho quà là có ý gửi gắm trong đó hết á. Ý gì? Nè, ông ăn mứt tắc đúng không? Đúng rồi. Ông khó khăn quá mà, cho ông ăn mứt tắc để tắt đi cái sự khó khăn của ông. À, đúng à. Rồi. Học lấy không? Học lấy không? Còn bạn già. Sao? Bạn già. Mứt gừng này ý nghĩa gì? Có giọng ca rất hay. Con gái tôi mới tặng cái mứt gừng này nè, để cho bạn già ăn ấm cái cần cổ á, hát nó hay hơn. Đúng rồi con gái. Dạ. Trời, công nhận nghe. Cần tươi. Vừa đẹp vừa nói chuyện ngọt ngào, cho nên con gái tôi cho bịch mứt dừa. Tao gẫu đẹp ghê luôn hen. Thầy gớm. Tôi với ông Đinh nè đang tập một cái trích đoạn cái tuồng cải lương. Đúng rồi. À, có cái này là tôi ăn ấm cần cổ để tôi hát cho hay nha. Chỉ nhớ ông còn tốt. Trời, tôi đâu có lẫn. Sẵn đây nè. Sao? Có con gái tôi nó tới nè. Ờ. Hai ông thử tập lại cái tiết mục đó đi. Ờ. Có gì á, con gái tôi sẽ góp ý cho để tiết mục nó hấp dẫn thêm. Con gái tôi là giáo viên dạy đàn cò đó. Vậy không? Nè, sắp tới á, bác với lại bác Đinh á, phục vụ văn nghệ đó. Trời chích đoạn cải lương đó. Trời ơi, vậy còn gì bằng nữa, con mê lắm, con mê lắm. Đây, 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 không, tôi vô nghe, tôi chuẩn bị nghe. Ngồi đó nghe, ngồi đó coi nghe. Bây giờ là ông làm giới thiệu chương trình. Vô. Alo, alo. Nghe rõ không, nghe rõ không? Rõ không? Nghe, nghe, nghe. Dạ, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa viện trưởng viện dưỡng lão, kính thưa quý bà con, hôm nay nhân dịp đoàn thiện nguyện đến thăm viện dưỡng lão của chúng tôi, chúng tôi đáp lại tấm chân tình đó, có đôi tiết mục văn nghệ để phục vụ quý bà con và quý vị. Và chương trình trên web được bắt đầu. Chiều kia lũ chim trên cành buồn không ca, chim hơi xót thương ai. Hàng cây đứng yên âm thầm nhìn mây bay, che tim phía chân trời. Một con đò vang đứng bơ vơ bên kia sông, nước trôi lững lờ nghe chừng mang bao thương tâm. Rồi một thân lữ khách lên đò qua bến sông, nét mặt u sầu. Làng ơi xin em đừng cắt đứt dây chuông, đừng lạnh lùng khép công. Điệp tìm đến đây với nỗi nhớ thương, với lòng hối hận dù mối tình xưa điệp không giống phụ bao.
dơ. Trời ơi ba ơi, cái giọng của bác trời ơi, cái giọng của bác cao đẹp quá ba. Cái mặt hơi xấu tí thôi con. Tội tình chi em đại đọa cuộc đời, phơi phơi tuổi xuân còn nhiều quá mộng, sao khoác áo nâu sòng mà lòng dương dân chuyện thế gian. Trời ơi, cái áo lam của tôi đâu rồi? Gì vậy? Cái áo lam của bả đang nằm đấy. Trời ơi, ông Bình ơi, tới công chuyện rồi, thôi tôi đi trốn. Ông Cao! Trời đất ơi, nghĩ sao cái áo lam tôi đang phơi ngoài sào lấy mặt với ông nội? Ủa, gì mẫu quên rồi hả? Rằm tháng giêng này nè, có đoàn thiện nguyện đến viện dưỡng lão của mình nè. Đúng rồi. Rồi dì mẫu kêu tụi tôi tập tiết mục văn nghệ đi phục vụ cho đoàn thiện nguyện đó. À đúng rồi, quên. Tôi xin lỗi. Bắt người ta tập mấy ngày nay quá chừng quá đắt luôn. Thôi tôi xin lỗi, giữ cái áo này mặc diễn đi nha. Ủa, mà cái áo này bữa tôi mua nhớ nó bay dai mà, sao giặt có một lần nó xuống tới đây dữ vậy ta? Dạ. Đau lắm mà, đau quá hà. Mỗi chương trình vậy đó tập ông lấy một bộ các bạn không còn đồ mặc luôn. cảm ơn dì mẫu nghe. Rồi. Bắt cào dì Bắc Đình tiết mục đó làm sao? Thiệt luôn á, cái giọng của hai bác mà nó ngọt, thiệt là ngọt. Còn nó đảm bảo nha, là tiết mục của hai bác là đinh. Quá hay luôn nha. Con hứa với hai bác luôn nha, là bữa đó hai bác vừa hát xong là đảm bảo sẽ có hai bó bông, đó là sẽ có người là giao tới rồi trao tận tay cho hai bác luôn. Rồi, cảm ơn con. Không, con tặng đi. Con tới chơi đi. Quan trọng là con tặng. Đúng rồi con. À, nhưng mà bữa đó con không thể tới được. Ủa, sao vậy con? À khoan, chờ chút xíu. À con có cái này. Dạ, ngày đầu năm con cũng có chuẩn bị 4 bao lì xì. Con muốn tới đây để gửi cho ba, gửi cho hai bác với dì Thảo. Dạ. Bác phải khỏe mạnh nha bác. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ con gửi bác. Bác cũng cảm ơn con nha. Tết này có cái này quý con quá. Con gửi ba. Bà cảm ơn con gái nhiều lắm. Gì? Dì cảm ơn con. Cảm ơn gì? Nó ấm áp cái gì đâu. Thôi không phải khoe chứ, gái tôi giàu quá. Cái ông. Con gái. Dạ. Ba cũng có lọc để lì xì cho con nè. Ui, vậy ta. Dạ, thôi ba cứ cất đi. Rồi ví dụ như ba có cần gì á, cái ba nhờ dì Thảo mua giùm cho ba. Con đâu có thiếu thốn gì đâu. Không nha. Được à. Cái này là đúng theo truyền thống của ông bà. Tết là ông bà, ba mẹ phải tặng lọc cho con. Con không nhận là ba giận đó. Con xin phép nhận. Con cảm ơn hai bác. Vậy là cảm vui lắm. Thật ra thì ngày hôm nay con tới đây á, rồi không biết là dịp nào con có thể quay lại được. Tại vì con có một chuyến công tác đi xa, cũng chưa biết là thời gian nào con sẽ quay về. Nhưng mà ba với hai bác cứ yên tâm đi, chỉ cần con mà có một ngày nào rảnh á, là con sẽ chạy vô đây con thăm ba với thăm hai bác liền. Nhớ nha con. Thảo nữa. Nhớ nha con, hãy rảnh rồi chạy lại đây thăm nha con. Dạ. Bác đây à, Tết nhất bác không có gì tặng con. Thôi chỉ có vừa tặng quà vừa có một lời chúc. Chúc con sống thọ. 50.000 liền cho tôi. Đóng phạt 50.000 liền cho tôi. Cái gì 50.000 gì? Cái đạo quy tôi ghi sao? Là không có hái hoa bẻ cành ở trong khuôn viên viện. Trời ơi, Tết nhất mình là nóng cái gì. Tại ông này nè, tháo mấy cái cây là nội quy ông dục hết rồi. Tôi đâu có nhớ. Chơi gì đổi thừa vậy ông? Tết nhất mình vui vui chút đi. À con, bây giờ cái tấm lòng của bác đã gửi tặng cho con. Dạ. Coi như là con đã nhận rồi ha. Dạ. Cho bác xin lại. Lùng mà lanh. Rồi, không có 50.000 nha. Đúng thiệt cái ông. Dạ, con cảm ơn bác. Dạ, tới giờ con cũng đi, con xin phép. Con gái. Dạ. Đi làm việc ở xa, nhớ giữ gìn sức khỏe. Dạ, ba cũng vậy. Ba mong một ngày con trở lại,
ba con mình gặp nhau nghe con gái. Ba cũng ráng giữ gìn sức khỏe nha. Hai bác cũng giữ gìn sức khỏe nha bác. Con cũng vậy nghe. Dạ. Cố gắng giữ sức khỏe nha con. Dạ. Thưa hai bác con đi. Chào con. Thưa ba con đi. Chào con. Dì, quà con để ngoài á, dì phụ con hả, lấy quà rồi đi qua khu B phát cho mấy dì mấy cô nha dì. Rồi. Dạ con xin phép. Dạ con đi. Con giữ gìn sức khỏe nha con. Dạ con đi. Tạm biệt. Để tao vậy lên. Dạ quà con để ngay đây nè dì. Con cái nó đi làm ăn xa, vui, chúc mừng cho nó phấn khởi lên. Làm cái gì mà ông chào chào, buồn hiu. Tôi mừng mà. Yếu xìu à. Ông mừng. Mừng cái gì kỳ cục vậy, mừng nó phải la lên. Ô, sức khỏe nha con nghe, giữ gìn sức khỏe nha. Buồn quá trời buồn. Thật ra. Sao? Nó không phải là con ruột của tôi. Cái khúc này tỉnh rồi, không có lẫn hen. Lẫn nó cũng có lúc lẫn, tỉnh cũng có lúc tỉnh. Nó không phải là con ruột của tôi, nhưng trong thâm tâm tôi muốn nó có ba, và tôi cũng muốn có một đứa con gái. Từng bước chân như vội hơn, nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt. Một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát. Đón xuân về với mái đào trường sa, nghe hương xuân đưa lâng lâng. Chào mừng bà con đón với đoàn hát cha con tôi. Chào mừng bà con. Chào mừng bà con. Mọi người ơi. Bà con ơi, ghé đồng vô con hát quá. Nè. Ghé vô nè bà con ơi. Dạ. Ngồi xuống, ngồi xuống. Đừng có nhốn nháo, nhốn nháo. Gánh hát sẽ bắt đầu liền. Yeah. Ôi, hay quá, hay quá. Dạ, bài hát vừa rồi là một bài hát để chào mừng xuân kỷ hợi. Chúc mừng năm mới. Dân. Dạ, vừa rồi là một ca khúc mà bà cha của em đã dành rất nhiều công sức tập luyện để dành tặng cho quý vị khán giả ngày hôm nay. Dạ. Quý vị thấy hay không à? Dạ. Hay không quý vị? Hay không? Vui dạ. Em à? Vui. Quá vui. Là tiết mục top ca nhép một giọng. Dạ. Vô cùng đặc sắc. Dạ. Quý vị khán giả, quý vị khán giả, bình tĩnh. Tiếp sau đây, cha con chúng tôi sẽ có những tiết mục vô cùng đặc sắc. Đó giống như là bắn cung, múa lửa, lắc vòng, nuốt dao lam, nuốt rắn, rồi nhảy dây cưỡi ngựa. Ủa cha. Mấy cái đó ai làm vậy cha? Mày làm. Bất ngờ chưa? Chị ơi, chị đi. Con làm hả? Hãy làm đi. Hãy nói những điều bất ngờ chưa từ cha. Dạ. Dạ, sau đây sẽ là những tiết mục siết, ảo thuật, mưa lửa, tôi làm, đu trăng, bất ngờ đến từ gánh hát cha con tôi. Với màn trình diễn của Bảo Chu. Ủa, này làm gì cha? Siết đi con. Siết hả? Siết đi. Siết hả? Dương. Đi con. Hey. 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 Oh. Wow. Chỗ nào mà vậy? Đây là màn xiết thăng bằng của nghệ sĩ Bảo Chu. Wow. Tại sao lại là Bảo Chu? Tại sao gọi là Bảo Chu? Tại vì sinh ra trong một đêm mưa gió mẹ tôi chu tréo lên. Bảo Chu cho một ngày mưa gió. Vì vậy thấy mỏ nó chu nên đặt tên là Bảo Chu. Xin chào. Còn đây là ngờ chưa. Rồi đây làm cái gì? Giữ thằng bạn tiếp. Cái gì vậy? Vậy nó mới đang giỡn cái kia. Nó thẳng quá. Cái này nó công công. Thiết luôn. Thiết luôn. Hay quá. Em giỏi quá. Hay quá. Hay quá cậu ơi. Wow. Hay quá. Ba
xong chưa chưa đây là một chỉ là một tiết mục mở đầu thôi, con còn một tiết mục rất là rùng rợn và vô cùng nguy hiểm, chỉ có cha con tụi tôi mới làm được thôi, đó chính là tiết mục phóng phi tiêu. Và giữa tiết mục phóng phi tiêu này, người thực hiện đó sẽ là chị tôi. Và người bị phóng phi tiêu ngày hôm nay là ai? Anh sáu đi. Giờ để trả lời yêu cầu của tôi, cô tám, người sẽ bị phóng phi tiêu ngày hôm nay chính là ba tôi, anh sáu. Giờ từ đây tiếp mục xin được phép bắt đầu. Hồi hộp trên đây. Người cũng phải đã hề thật. Phi từ này sẽ vào ai đây? Lắng nghe một xuân về. Đây. Ôi đây nè, đây mới là thật nè. Đây nè, hướng nào đây? Xin lỗi, hướng nào đây? Vâng, vừa rồi chỉ là một màn trình diễn vui thôi, vui thôi. Dạ, không có gì hết đó. Quý vị khán giả ơi, quý vị khán giả, tiếp sau đây sẽ là một màn mà quý vị khán giả nãy giờ trông chờ nhất, đó chính là màn xổ số lô tô. Người ơi, lô tô miền Tây ai ơi mau mau về đây chơi lô tô miền Tây. Lắng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra mà con mấy con số gì đây? Chị ơi chị theo em về quê đi chị, mình về ruộng đồng sông nước miền Tây. Có bên lứt gò đen thu thừa, mình uống nước dừa rồi mình đi Long An. Chê nhớ ghé qua đây quê mình miền Tây, chơi lô tô đá kiền tối về Phú Yên, mai mình đi Long Xuyên là con số một nguyên đó nha. Rồi cờ ra con mấy còn năm gì đây chiều qua cánh đồng. Ai thương ai nhớ về Gò Công, nhớ về Gò Công. Tiền Giang Mỹ Tho đưa con thuyền trên sông Tiền đợi ai là con 52. 50 con 2 rồi cờ ra mà con mấy con 3 gì đây. Thương lắm xứ dừa, thương cô ba tên là Bến Tre. Dòng trơm mó cài hàm luôn rất yêu Ba Tri. Anh không về ghé thăm quê nhà là con 33. Con mấy cần ra mà con mấy cần ra. Ai yêu quê hương nhớ ghé qua thăm người miền Tây yêu dấu. Trà Vinh quê tôi tiếng
chào nghe dễ thương tàu Na Bòn ở. Người dân Khmer có điều múa lâm thôn ngất ngây tâm hồn là con số 4 gạch con số 4 rồi ra tiếp con số gì đây. Người ơi hãy đến thăm miền quê tôi Vĩnh Long, dùng đất chiến con rồng thuyền ghe gấp sông, có ai đang về xin mời ghé thăm, đó chính là con 35. Con ba con năm đó chính là con 35. Để giờ số. May quá. Dân, và bây giờ tất cả quý vị khán giả hãy tập trung hướng về sân khấu. Chúng ta dò số. Rất dễ có trường hợp mà kinh sợ nha quý vị. Kinh sợ chúng ta sẽ dò lại từ đầu. Và bây giờ chuẩn bị dò số. Rồi, con số đầu tiên, con số 4. Vừa số 4 vừa kêu qua có 1. Tiếp theo đó là con số 5. 52. 52 ông ơi. Thôi, 52. Già cả rồi, Ba ơi, ba làm ăn kỳ quá. Thôi, ba làm được, Rồi, con số 35. Đúng rồi, số 35. Và con số cuối cùng. Con số cuối cùng đó chính là con số 52. 52 mới dò. Cái ông này. Nói chung là đủ rồi, 4 số đủ đó. 52, 35, số 4, số 1. Đổ hợp lệ. Trời ơi, vậy tám hên quá, nghe con kêu đúng 5 số thì tám trúng luôn, hay quá. Vậy tám ơi. Bây giờ tám muốn lấy quà gì nè? Tôi hả? Dạ. Tôi muốn lấy anh. Hả? Quà bình kia kìa. Mình không quen. Tôi với tám không hề quen. Tôi lấy quà này. Trời ơi, bà em nói với ba rồi. Ba dò số mà làm ăn gì kỳ cục vậy? Tôi xin lỗi, đầu óc của ba. Rồi, biết rồi, biết rồi. Kỳ cục. Rồi bây giờ nè, chúng ta gì? Ủa, đâu mất tiêu hết rồi. Mọi người ơi. Còn mấy vòng nữa mà. Chưa hết quà. Về hết rồi. Thiệt. Trời ơi, bây giờ hết Tết rồi. Còn người ta chơi mùng 1, mùng 2, mùng 3 thôi. Chứ bây giờ là người ta chuẩn bị làm việc bình thường rồi. Ai mà đi chơi hoài. Sao tám còn đi chơi? Chắc tám không có gia đình. Đặc biệt vui hơn, tám không có chồng. Mày, cái lời của mày còn hơn phi đao vào tim tao. Trời ơi, tôi vừa mới cứu gia đình mấy người đó. Tám. Trời ơi. Tám. Nói chung là cha con tôi dạ. Cảm ơn tám hổm đài đã là một vị khán giả vô cùng trung thành, lúc nào cũng ủng hộ cha con tôi, từ mùng 1 tới mùng mấy là ủng hộ hết. Đúng dạ. Rồi đã vậy còn vỗ tay mồi nữa chứ. Còn đem thịt có hộp vịt qua cho ăn nữa chứ. Biết sao không, từ cái hồi á mà cha con của anh dọn về đây nè, rồi cái tôi thấy thương quá à, gà trống nuôi con mà chịu thương chịu khó hết sức vậy đó. Mà thôi, mình làm vậy thôi, mình làm 30 rồi một nửa, còn bây giờ người ta đi cái gì vậy? Mắc cỡ. Cái gì đâu mắc cỡ, hay mắc cỡ vậy chứ tự tin lắm á. Dễ ngay lắm á. Tôi nói nghe nè, bây giờ người ta hết nghỉ Tết rồi, người ta trở về công việc bình thường, mình cũng đi về nhà rồi mình làm cái việc khác đi, rồi chừng nào Tết quay lại đi làm nữa, chứ đâu còn ai đâu coi. Nhà đâu mà về. Cha con tụi tôi nè, gánh hát, nên ngày đây mai đó vậy đó, coi như là chỗ nào cũng tự nghĩ là nhà để lấy chút không khí hạnh phúc vậy đó. Thôi, dọn dẹp đi, ngày mai chắc mình cũng phải trả cái chỗ này lại, chứ không có khán giả tiền đâu mà trả tiền bãi cho người ta. Ủa anh, dọn đi là mình qua chỗ khác là có chỗ rồi hả sao anh? Không, chắc... chưa biết nữa ta. Với lại cha con không có nhà, không có cửa gì hết đó tám. Mà cũng không biết phải đi đâu, cũng không biết phải sống sao. Cho nên hôm nay mà tám rảnh, tám mở chơi với lại già con nha. Chứ ngày mai là nhà con đi rồi. Thôi, để tôi nói cho nghe, an cư thì mới lạc nghiệp được.
Bây giờ mà muốn có một cái chỗ mà mình làm ăn đàng hoàng thì mình phải ở một cái nơi cố định. Bây giờ cái chỗ cái bãi này phải không? Tám sẽ nói một tiếng với cái chủ đó. Tám cọc cái tiền cọc cho người ta là cho gia đình mình đó là ở đây cứ hát mỗi ngày luôn. Khỏi chỗ đi đâu mất công lợi đó phải xin chỗ người ta còn chưa chắc được nữa. Tám là sao Tám? Có nghĩa là Tám sẽ hùng vốn vô đây với gia đình con đó, cho cha con hát ở đây trong vòng một năm là phải trả lại vốn cho Tám. Dạ, Tám cho tụi con đi học. Còn không á là Tám sẽ lấy ổng trừ nợ. Được không? Dạ được. Tám ơi Tám, hôm nay Tám lấy tôi luôn đi. Tám cho tiền tụi con đi học nghề luôn nha. Tám ơi Tám. Trời ơi, sao giờ này dì Bảy chưa tới nữa ta? Bảy đâu? Dạ Bảy tới rồi nè. Dạ, dì Bảy đâu rồi? Trời quá trời, mà này mày khiêng bỏ xe em Bảy coi Bình ơi. Dạ, 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 con đang con khiêng liền. Bình ơi, thằng này đâu mất tiêu rồi cả. Mới nghe tiếng đây nè. Đồ quá trời cần. Cái thằng thiệt tình à. Ta đây, đồ Bảy quá trời ở ngoài. Kêu mày rồi bà ơi, rồi mà đứng ở đây hoài mà không chịu ra ngoài. Bỏ đồ lên xe gì giùm tao. Một mình tao quá trời đồ đạc ở đây mà. Dì Bảy, con nè, Bình nè. Bình đấy ha. Dạ. Ủa vậy nãy giờ tao nói chuyện với đứa nào Bình này? Trời ơi, cái thùng rác. Cái trời đất ơi, hèn chi nãy giờ tao đứng đây tao nói cái thằng này, dù vợ mày có giận bỏ về quê giờ mày cũng phải tắm rửa chứ có đâu mà nãy giờ hôi quá. Thôi Bảy kỳ quá, nói chuyện thùng rác đã mày nói con hôi. Ủa vậy ha? Đồ của Bảy con chất lên xe hết trơn rồi. Trăm chuyện bữa nay là nhờ Bảy đó Bảy. Tại vì vợ con nó giận nó bỏ về quê rồi đó. Nó bỏ về trước rồi. Mà bây giờ nói cho Bảy nghe coi, tại sao Tết nhất tới nơi mà con vợ mày nó giận nó đi? Nó nói con không chịu làm ăn, không chịu lo lái xe. Tại sao cái xe mày đó mày để mận gì mà mày không chịu lái? Hỏi Bảy con cầm từ đầu năm á, cuối năm con mới gom tiền rồi con mới có xe đó Bảy. Trời đất, có làm được gì đâu. Mày nói là mày có xe mày đi về quê. Dạ. Mày chở tao đi về dưới không có mất tiền đúng không? Dạ, nhưng mà Bảy vô nhà con có gì Bảy gặp vợ con á, Bảy năn nỉ giùm để cho đừng có giận con Bảy. Bây giờ hai dì cháu mình đi lên cái xe chào bá vậy. Dạ vậy đi hả? Bảy ơi, đi lại lên đi Bảy. Đi. Khoan, xe rộng lắm ha. Dạ xe rộng có con với lại dì Bảy thôi đó. Đi hai dì cháu buồn dữ lắm. Bảy nói con nghe tính hứa với mày đi mình nên. Dạ. Mà bị con nhỏ cháu cha với má nó đi du lịch gì đó, nó không có chịu theo, nó đầu về quê. Bảy dẫn cháu ngoại theo được không con? Dạ có sao đâu Bảy. Đi đông vui. Đông vui hả? Đông vui Bảy. Ơi, vô đây con ơi. Dạ vô đây ngoại. Vô con. Ngoại ơi ngoại. Con chào chú. Con cảm ơn chú. Chào hai bà cháu con có gian. Ừ. Đi Bảy ơi. Bây giờ mình lên xe lẹ lẹ đi Bảy. Để chú nó kẹt xe đó Bảy. Đi ba dạ. Người vui hơn. Dạ, dạ đúng dạ, rồi. Đi đông người vui. Đi lên xe. Tết nhất đi nào. Alo nè. Tết này con về quê được rồi. Bá không có tiền. Ế quá. Lấy tiền ra về quê. Vậy nha, chừng nào có tiền tính sao. Dạ. Mèn ơi, cháu. Ủa, dì Bảy. Sao bữa hổm mày nói với tao là đưa ông Táo rồi mày đi về quê. Rồi sao giấc này mày còn ở đây? Bán vé số ế quá, tiền đâu về quê. Mày với Bảy thân nhau quá mà giờ mày không về quê được. Bảy xót quá con. Dạ. Ngày nào mày cũng bán vé giò cho Bảy mà. Dạ. Thôi mấy gì mày ở đây một mình tội nghiệp quá. Mấy thôi Bảy ở đây luôn với mày đi. Được Bảy Bảy. Trời Bảy ở đây là chết con luôn á Bảy. Vậy thằng này tao cũng thương nữa rồi sao? Ủa vậy là sao? Cái thằng này bây giờ nó là chuyến xe Tết này là nó chở miễn phí cho bà con nào không có vé xe đó là đi về quê. Về quê? Về Vĩnh Long đó. Về Vĩnh Long, quê con Vĩnh Long mà. Dạ đúng rồi. Bảy Bảy, vậy cho lên xe luôn Bảy, đi đông vui. Chở con quá gian về xe luôn. Có gian luôn. Đi lại lên. Ra đi. Nhìn dòng dây. Trời ơi. Hãy buông con ra đi đừng ràng buộc như vậy cho đầu năm con bị xui xẻo á. Phong. Dạ. Trời ơi, ra đây, xuống đây. Mà làm cái gì vậy nè? Trời ơi, con bực bội quá à. Bé bé nè. Quen luôn hả Bảy? Mày không biết thằng Phong hả? Dạ đâu có thấy. Trời ơi, thằng Phong này nó là anh của thằng Long đó. Dạ rồi. Con ông Năm Lửa đó. À con nhớ rồi. Hồi đó nó chút xíu mà đâu có biết đâu. Hai anh em nó Phong Long đó mày không nhớ hả? Con biết rồi, con nhớ rồi. Trời ơi, bây giờ giải quyết giùm con chuyện này đi nè. Ví dụ gì vậy? Trời ơi, mới đầu gần cuối năm chuẩn bị ăn Tết mà bắt ràng rịch con vậy chắc con chết quá vậy ta. Mày kéo cái con gì vậy đâu để tao nghĩ phụ coi. Con kéo. Mày đi cái kiểu gì mà lẹ dữ mày?
Trời ơi, gì chị ràng con hoài vậy, gì tám gì kỳ dễ sợ luôn á. Trời, Tết nhất tới nơi mà ràng vậy là nguyên năm là bị ràng buộc xui xẻo luôn á trời. Ê, thằng mày đã thiếu tiền nhà tụi cả năm nay rồi đó. Trời ơi, bà Bảy ơi, bà Bảy. Mày bậy, thiếu nợ người ta phải trả chứ. Hả? Sao con làm cái mửng đó đâu có được con. Trời ơi, đâu phải con không trả cho Dĩ đâu. Con thiếu có 9 tháng tiền nhà mà Dĩ nói lố là 1 năm. Con thiếu là cho Dĩ tạo cái lòng tin đó. Vậy đó ha. Dạ. Cô bậy. Vì cô bậy, nó thiếu như vậy để nó tạo lòng tin thôi mà. Cô làm gì mà cô trói nó vậy là cô bậy lắm. Nhưng mà nó thiếu lâu nó không chịu trả, coi như nó quịch. Tôi phải đi về quê của nó chứ. Vậy hả? Ừ. Mày bậy. Xứ Vĩnh Long là không có cái vụ ăn quịch ăn giật nghe nha con. Trời nha. Ơi, con không có ăn quịch ăn giật. Con nói là Dĩ cho con đi về quê đi, rồi con xin tiền lì xì dòng họ của con trả cho Dĩ mà Dĩ không chịu. Cô bậy. Gì tôi bậy? Nó đã nói rồi là để nó đi về quê, nó xin tiền lên nó trả mà cô còn làm như vậy, làm khó khăn người ta. Bậy, là con thấy á, bậy là bậy hơn cái chuyện của người ta, kệ người ta đi. Giờ mình đi về quê đi, bậy đi chạy xe đó bậy. Mà khoan, khoan, nói nghe nè. Bà nãy giờ bà nói vậy cũng quan cho tôi lắm. Mọi người biết không, tôi vẫn cho nó về quê để nó lấy tiền nó trả tôi đàng hoàng. Nhưng mà bằng cách là nó về tôi về theo nó thôi. Thì là ràng tới quê luôn vậy đó hả? Ừ. Trời ơi. Gì kệ vậy? Trời ơi, Tám ơi, Tám về quê, Tám về nhà con rồi, Tám ăn sập nhà con rồi, nhà con nuôi Tám sao mà nổi Tám? Trời mày ơi, mệt quá, quét, quét. Bây giờ là quyết định là về quê chung luôn đó hả? Ừ. Quê ở đâu? Dạ, con Măng Thít. Mày cùng quê với Tám hả? Con cùng quê luôn. Cùng quê giảm tiền nhà đi. Nó nghe. Vậy. Nó nghe nè, bây giờ mấy đi cái tiền mà bữa giờ á mày thiếu tao đó. Bây giờ cái tiền lời á bù qua cái tiền Tết này tao ăn cơm nhà mày được không? Trời đất ơi, gì tính khôn quá vậy. Mày về Măng Thít đúng không? Dạ. Cô này đi theo nói về quê luôn phải không? Đúng rồi. Chung đi, đi chung đi. Thôi vậy rồi, ba cháu mình lên xe đi về quê. Rồi, về quê. Đi đi. Đứng lại. Còn ai cơ kìa. Trời ơi, toàn người Bảy có hẹn nữa không? Bảy không có hẹn. Bà Tết này á, khó mua vé xe lắm, tội nghiệp ta. Điểm Bảy ơi, mình đi trễ quá một chút là kẹt xe đó Bảy. Không phải cho đi chung đi chú. Người ta có cho người ta đi ké luôn. Mày lẹ cẳng mày chạy hỏi coi ai có cho người ta có gian con. Đi đúng con. Rồi. Giờ có ai vậy chứ. Vậy cũng được nữa. Đứng lại. Hạnh phúc chào dâng, chào dâng. Lời hát xin cảm ơn tình yêu, tình yêu. Cho chúng ta gặp nhau, gặp nhau, gặp nhau. Mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi. Thôi. Cái gì vậy? Anh ơi, cho anh đi xe chung đi. Chúng mình sắp chung hai đứa ngồi chung với nhau nha. Đi lên xe. Đi lên xe đi. Tôi không có đi xe. Mà em tới đây là em. Ta là một tên cướp khát máu và dã man trong giới giang hồ, người ta gọi là cướp khát máu dã man. Ai đàn ông con trai đã bắt cướp chứ? Lên lên đi, không có gì trơn, có chiếc xe đó. Này thằng này con trai này. Lên lên đi. Dạ, đang xin thiếu tiền nhà, không có tiền đâu anh ơi. Trời ơi. Anh, ông mới cướp bà này nè. Biết. Tết đừng nghe, học dịch thì khó lắm, biết. Biết rồi. Anh Du ơi, con học tin con có gì cướp anh Du ơi. Đây. Con à, nghe Bảy nói nè. Ở đời đừng quá sân si, muốn gì cứ lấy, đừng làm bị thương. Trời ơi, Bảy ơi, trời ơi, nó làm mấy người hèn lắm, mấy người hèn lắm. Con cướp con à, mà làm dữ vậy, có một thằng ăn cướp thôi mà. Bây giờ muốn cái gì? Ăn cướp đúng không? Ừ. Lấy đi. Lấy cái gì? Thần xá. Cướp tiền không cướp sắc. Vui quá. Không vui hát gì vậy? Dạ. Nó ăn cướp mà mày cười cái gì? Dạ thì trong mắt ảnh con là người có nhan sắc. Trời ơi. Tất cả chú ý. Dạ. Chú ý. Ăn dọc. Ăn trước. Lên. Điểm danh. Điểm danh hả? Ừ. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu hết. Dạ. Báo cáo. Sĩ số 6. Hiện diện 6. Vắn không. Báo cáo hết. Tốt. Dạ. Giải tán hoa đi lên trở lại vị trí nào, vô hàng lại nào. Về quê ăn Tết chắc chắn là có nhiều đồ lắm không? Tất cả chú ý. Dạ. Đằng trước có cái gì? Móc.
bên này trước. Cái dây móc lẹ lên. Trời ơi, trời, có cái bằng lái mới lấy ra đó. À, bằng lái à? Đây. Bảy có trái xài cầm đỡ đi con. Dạ chú ơi, con có cái sổ liên lạc à chú ơi. Dạ cái phiếu tiền điện chưa có đóng. Dạ giấy nợ tiền nhà 9 tháng mấy lấy giùm đóng giùm em luôn nha anh. Đó, cái con hả? Con bánh bèo này có gì? Dạ anh ơi, nói thiệt anh đi bán vé số không có gì hết trơn, không có bán không có tiền luôn. Dạ. Vé số. Em có 3 tờ vé số nè. Mày nghĩ sao tao đi ăn cướp mà cướp vé số mày? Số đẹp mà. Thiệt là trong sự nghiệp ăn cướp chưa có bữa nào nhục cái bữa này. Đúng rồi đó anh. Cướp 6 người mà không được cái gì. Nhưng cũng may ăn ủi được 3 tờ vé số. Đúng rồi đó anh. Nãy em nhắc rồi đó, chiều trúng 4 đi rưỡi là lạp vào luôn đó anh. Không có tửa đó đâu. Ủa sao vậy? Vé số sổ rồi. Giỡn mặt à, giỡn mặt cái tên cướp khác máu này à. Trời ơi, 6 người mà lẹ đi, phải có một người chết. Bây giờ là ai chọc tức ta? Khoan, cái gì? Bây giờ có một người phải hy sinh đó hả? Đúng rồi. Cho 30 giây hỏi ý được không? 30 giây bắt đầu. Coi đứa nào tiên phong. Rô ri Chú chi Xong. Bây giờ sao? Cuối cùng sao? Rồi, quyết định. Rồi, 1, 2, 3. Yeah! Mỹ Nhân Kế. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Dạ chưa. Cái gì mà te te gì vậy? Đổi bài. Te te te. Te te te. Mày sợ bắt cướp mệt quá. Đưa lại cho tôi. Đưa bằng lái lại cho tao. Bắt cướp mệt quá. Trời cho nó được chưa? Trời lại được rồi anh. Công nhận cái nhan sắc của con thủ đoạn ghê. Giang ra coi, mày làm cái gì vậy? Con đưa cái này cho Bảy đi, để nó quánh con chết à. Dạ. Cái này đây. Bảy hả? Trời ơi, chết chó nhà ta bay. Bảy ơi, con à, dạ. Nghe Bảy nói nè. Dạ. Tụi bay đừng có đánh nó. Nó ăn cướp mà không đánh được. Ăn cướp à, đẹp trai mà đi ăn cướp. Đừng có tao dễ dụ. Không có được như vậy. Cái người đáng giận là ắt có chỗ đáng thương. Phải không? Con nghe Bảy nói nè. Ở đời đừng quá sân si. Nói luôn hả? Nói luôn đi, cái gì? Vậy hả? Sao vậy con hả? Mặt mày sáng láng coi đẹp trai vậy mà sao tự nhiên đi làm ăn cướp kỳ quá vậy con? Dạ chuyện là như vậy, con không có tiền con ăn cướp. Nhưng mà vấn đề là bây giờ ở dưới quê mẹ con bệnh quá, bây giờ con thất nghiệp cả năm rồi, cho nên là con cuối năm con tính làm một... liều phải không con? Dạ đúng rồi. Bậy quá con à, bây giờ á con là người tốt chỉ túng thiếu mà đi làm liều như vậy. Thí tỷ bay cướp được tiền của người ta rồi bay đem về, cha với má bay ở dưới nhà biết tiền bay ăn cướp đem về có vui không con? Thì hả? Bởi. Đâu có phải ai túng ngặt mà cũng đi làm bậy như vậy được con. Đúng rồi anh nè, như em vậy nè, em thiếu 9 tháng tiền nhà rồi đó, nhưng mà em đâu có giật, đâu có chạy, đâu có cướp ai đâu. Em về quê em xin tiền ba má em trả. Đó nè, bản thân tôi nè, nó thiếu tôi 9 tháng tiền nhà chưa thấy trả, mà tôi cũng đâu có thèm mà đi ăn cướp ai. Kệ, thiếu tiền điện từ từ đóng. Thấy không? Dạ. Tôi nói thiệt cậu nè, còn tôi hả, cầm xe từ đầu năm đến cuối năm giờ mới chuột ra đó, nhờ mọi người về năn nỉ vợ tôi đó. Trời ơi, còn nói nghe nha, tôi bán vé số hả cực khổ chứ bộ, mà giờ này nếu có việc làm tưởng làm bừa làm mẫu gì nè, hai mình đi bán vé số chung nhau có ra không ra, có cháu không cháu hả? Bậy bạ giỡn thôi. Mọi người ơi, sau một buổi ăn cướp, trời ơi, tôi đã cảm nhận được tình người là đây. Trời ơi Tôi đã sai rồi. Chú ơi chú, thật ra là con có để dành được 200.000, nhưng mà con thấy chú thấy thương quá thôi, con chia cho chú 100, chú cầm đỡ nha chú. Trời ơi, nó nhỏ nó làm được chuyện đó kìa, thấy không? Người ta nói gừng càng già càng cay.
Tao già không có ăn cái gì có mất gừng không à. Mày đem bậy về chắc ông già bà già ở nhà cũng thích. Cầm đi con nha. Dạ. Làm quà. Bây giờ về quê được nha con. Dạ. Ra mua vé xe cũng không kịp. Bay đi về đâu lận? Dạ Trà Vinh. Trà Vinh? Dạ. Chị thì may quá không? Dạ sao? May lắm đó nghe. Ở đây cái chuyến xe này là có đi Trà Vinh là tiện đường. Ủa? Quê Vĩnh Long mà ngoại. Mình đi Vĩnh Long mà hai hướng mà. Trời ơi, thì chạy lố đây một chút xíu nữa đưa nó về nhà. Chứ có gì đâu rồi mình quanh trở về. Đưa nó về tội nghiệp nó. Để nó túng thiếu nó đi làm bậy ăn cướp rồi mình mang tội biết không? Được không? Dạ được, được. Đây được, nè, được. Nè, nè nè. Con chỉ có mình, tiền đủ đổ xăng thôi chứ. Con không chịu, con chịu, con bậy chịu. Bậy nói cho tụi con nghe. Ở đời bà cháu mình lên xe thằng mình về quê ăn Tết. Về quê. Đãi nếp nữa rồi, trong nó nữa đúng không? Bà sao vậy? Tôi đã nói rồi, nó không có gì ở đâu. Lo mừng ba cái bánh cho kịp giao thừa, cúng kiến đồ được chứ. Trong ngóng hoài xiết á. Biết đâu Tết này rồi không chừng nó về làm sao. Nó nói là nó không có gì à được. Trong cái gì? Nhà người ta con cái Tết nhất xung vầy vui vẻ. Nhà này á, hai vợ chồng có một đứa con à, mà Tết nó cũng không chịu về nữa. Để hai vợ chồng già ngồi nhìn nhau như hai con khỉ vậy. Phải rồi, tôi là con khỉ già. Bởi vì bây giờ tôi không còn xuân sắc, không còn hấp dẫn quyến rũ bà nữa đúng không? Cười cái gì? Nói mà biết nghĩ cho con bây giờ á, con mình á, nó là thanh niên trai tráng, nó phải có công danh sự nghiệp. Trời đất ơi, nó đi làm, đi học hành, làm ăn xa thì mình phải cổ vũ cho con mình. Đó bây giờ tôi hỏi bà nè, kêu nó gì như vậy? Rồi có phải là đường xá bây giờ là xe cộ nó kẹt tùm lum đúng không? Ừ đúng rồi, đường xá xe cộ dữ lắm. Rồi nó đi gì như vậy rồi là phải tốn tiền tốn cộ chứ đâu phải là tự nhiên về được đúng không? Tốn tiền chứ. Biết nói như vậy mình là cha mẹ là mình phải hy sinh cho con đúng không? Ừ thì phải hy sinh. Mà con nó không về như vậy thì mình không được trách con đúng không? Không trách. Đâu có trách đâu. Mà bà nghĩ sao buồn? Ủa tôi thấy nhà mình vui quá trời quá đất, buồn cái gì mà buồn? Đó, gói bánh cũng có hai người ha, ăn cơm cũng có hai người, Tết rần rần cũng có hai người. Làm gì mà trách nó, thấy không? Tôi nói rồi là nó không về, tôi cũng không có trách nó đâu. Trách gì Tết. Nhưng mà tôi vẫn muốn nó về. Vậy thôi. Thì tôi cũng muốn nó về vậy. Nên thôi. Trời ơi, bà có biết bà khóc ghê lắm không? Hả? Trời ơi, thôi. Gần tới giao thừa rồi, làm cái gì cho nó vui làm đi, đừng khóc, tôi sợ lắm. Ha. Hát đi. Thôi. Hả? Buồn không có hát gì hết. Ủa tôi đâu kêu bà hát nhạc vui đâu. Bà hát nhạc vui tôi chết liền á. Hát cái khúc dân ca mà hồi xưa. Cũng vì cái khúc dân ca đó mà tôi cua bà rồi mình thành vợ thành chồng đó, nhớ không? Không. Hả? Không có hát. Nói tôi mắc cỡ. Tôi nhớ như in ở trong đầu của tôi. Hồi nằm bà ngồi ở cái bến sông, bà giặt áo, tôi trèo xuồng đi ngang. Trời ơi nó đẹp không tưởng tượng được. Cái tôi đá lòng nhèo cạch cạch vậy nè. Tôi vũ áo thạch thạch. Rồi vậy cây dính luôn. Hát đi. Thôi hát. Tôi đang nỉ hát đi mà. Không hát rồi. Ơi dòng sông mang nước đi nơi nào, có về quê em nhớ, mang đôi điều rằng em nhớ thương anh nhiều.
trong dời xa, dường như tôi thấy chiếc áo nàng phơi. Dòng sông chờ mãi người ơi, thương nhớ hoài dù chưa hẹn trâu ca. Giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Nghe nôn nao như chiều 30 Tết, bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh. Lời dân ca như phù sa con sông, thương quê hương thương giường cao luôn xa. Câu dân ca giao thừa nơi xa xứ, có mùa xuân đến từ quê nhà. Hát nữa đi em bài hát dân ca, câu dân ca mang tình xuân bao la. Câu dân ca cho mùa xuân nở hoa, cho xuân về từ nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Em mơ sao một ngày xuân năm ấy, có nhau về cùng hát khúc dân ca. Lời dân ca như dòng sông quê ta, như đang trôi qua, như đêm trăng bên đường em tát nước, chiếc gạo con nuốt cả trăng nhà. Trời ơi, trời ơi, Toàn ơi, con về rồi hả con? Trời ơi, bà, kêu má, bà ơi, thằng Toàn nó về rồi bà ơi. Trời ơi, kêu mừng quá con ơi. Trời ơi, nè, đi qua tới hỏi thăm nè. Qua đây, đi. Mà, con về rồi. Nè. Toàn, mà dạ. Con đi đường con có mệt không? Dạ, con không có mệt. Con đi nè. Sao? Hả? Con có đói bụng không? Dạ, con ăn rồi. Rồi nè. Dạ. Mà sao con nói con không về mà sao giờ con về vậy? Má ơi, lúc đầu con định không về, nhưng con nghĩ giao thừa là lúc cả nhà mình cần phải sum họp bên nhau. Đúng cho rồi. Nên nhất định con về. Nè. Dạ. Con một mình bà hả? Không có tôi bà đẻ được nó không? Đi qua đây, mày đi qua đây cho tía, đi qua đây. Trời đất ơi, cho tôi hỏi con tôi một câu. Nè, con nghe tôi hỏi nha con. Nè, con đi đường vậy á, con có mệt không hả? Tôi hỏi rồi. Hỏi rồi. Vậy hả? Rồi ăn uống gì chưa? Vậy tôi cũng hỏi rồi. Dạ, má hỏi rồi. Nè, sao nói không về mà về hả? Rồi. Dạ, hả? Câu này con trả lời rồi luôn. Ủa, có ba câu bà dành bà hỏi hết, tôi hỏi gì? Hả? Dạ. thôi, vậy. Bây giờ tía còn một câu nữa. Trời, tía có nữa hả? Câu này câu mới nha. Mới nha tía. Không đụng luôn. Rồi. Nè, mày có cái bài xuân nào nó vui vui, nó kích động chút không? Bài xuân của má mày buồn quá. Dạ có.
đãi nếp nữa rồi, trong nó nữa đúng không? Bà sao vậy? Tôi đã nói rồi, nó không có gì ở đâu. Lo mừng ba cái bánh cho kịp giao thừa, cúng kiến đầu được chứ. Trong ngóng hoài chiếc á. Biết đâu Tết này rồi không chừng nó về làm sao. Nó nói là nó không có gì à được. Trong cái gì? Nhà người ta con cái Tết nhất xung vầy, vui vẻ. Nhà này á, hai vợ chồng có một đứa con à, mà Tết nó cũng không chịu về nữa. Để hai vợ chồng già ngồi nhìn nhau như hai con khỉ vậy. Phải rồi, tôi là con khỉ già. Bởi vì bây giờ tôi không còn xuân sắc, không còn hấp dẫn quyến rũ bà nữa đúng không? Cười cái gì? Nói mà biết nghĩ cho con bây giờ á. Con mình á, nó là thanh niên trai tráng, nó phải có công danh sự nghiệp. Trời đất ơi, nó đi làm, đi học hành, làm ăn xa thì mình phải cổ vũ cho con mình. Đó bây giờ tôi hỏi bà nè, kêu nó gì như vậy? Rồi có phải là đường xá bây giờ là xe cổ nó kẹt tùm lum đúng không? Ừ đúng rồi, đường xá xe cổ dữ lắm. Rồi nó đi về như vậy rồi là phải tốn tiền tốn cổ chứ đâu phải là tự nhiên về được đúng không? Tốn tiền chứ. Biết nói như vậy mình là cha mẹ là mình phải hy sinh cho con đúng không? Ừ thì phải hy sinh. Ờ mà con nó không về như vậy thì mình không được trách con đúng không? Không trách. Đâu có trách đâu. Mà bà nghĩ sao buồn? Ủa tôi thấy nhà mình vui quá trời quá đất, buồn cái gì mà buồn? Đó, gói bánh cũng có hai người ha, ăn cơm cũng có hai người, Tết rần rần cũng có hai người. Làm gì mà trách nó, thấy không? Tôi nói rồi là nó không về, tôi cũng không có trách nó đâu. Trách gì Tết. Nhưng mà tôi vẫn muốn nó về. Vậy thôi. Thì tôi cũng muốn nó về vậy. Nên thôi. Trời ơi bà có biết bà khóc ghê lắm không hả? Trời ơi thôi, gần tới giao thừa rồi, làm cái gì cho nó vui làm đi, đừng khóc, tôi sợ lắm. Ờ ha, hát đi. Thôi hả? Buồn không có hát gì hết. Ủa tôi đâu kêu bà hát nhạc vui đâu, bà hát nhạc vui tôi chết liền á. Hát cái khúc dân ca mà hồi xưa, cũng vì cái khúc dân ca đó mà tôi cua bà rồi mình thành vợ thành chồng đó, nhớ không? Không hả? Không có hát. Nói tôi mắc cỡ. Tôi nhớ như in ở trong đầu của tôi, hồi nằm bà ngồi ở cái bến sông, bà giặt áo, tôi chèo xuồng đi ngang, trời ơi nó đẹp không tưởng tượng được. Cái tôi đá lòng nhèo cạch cạch vậy nè. Tôi vũ áo cạch cạch. Rồi vậy cây dính luôn. Hát đi. Thôi hát. Tôi đang nỉ hát đi mà. Không hát rồi. Ơi dòng sông mang nước đi nơi nào, có về quê em nhớ, mang đôi điều rằng em nhớ thương anh nhiều. Trong dời xa dường như tôi thấy chiếc áo nàng phơi, dòng sông chờ mãi người ơi, thương nhớ hoài dù chưa hẹn trâu cao. Giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Nghe nôn nao như chiều 30 Tết, bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh. Lời dân ca như phù sa con sông, thương quê hương
cao luôn ra. Câu dân ca giao thừa nơi xa xứ, có mùa xuân đến từ quê nhà. Hát nữa đi em bài hát dân ca, câu dân ca mang tình xuân bao la. Câu dân ca cho mùa xuân nở hoa, cho xuân về từ khúc hát dân. Nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Em mơ sao một ngày xuân năm ấy, có nhau về cùng hát khúc dân ca. Lời dân ca như dòng sông quê ta, như đang trôi qua, như đêm trăng bên đường em tát nước, chiếc gạo con nuốt cả trăng nhà. Trời ơi, trời ơi, Toàn ơi, con về rồi hả con? Trời ơi, bà, kêu má, bà ơi, thằng Toàn nó về rồi bà ơi. Trời ơi, kêu mừng quá con ơi. Trời ơi, nè, đi qua tới hỏi thăm nè. Qua đây, ta. Đi. Mà, bà, con về quá. Rồi. Nè. Toàn, mà dạ. Con đi đường con có mệt không? Dạ, con không có mệt. Con đi nè. Sao? Hả? Con có đói bụng không? Dạ, con ăn rồi. Rồi nè. Dạ. Mà sao con nói con không về mà sao giờ con về vậy? Má ơi, lúc đầu con định không về, nhưng con nghĩ giao thừa là lúc cả nhà mình cần phải sum họp bên nhau. Đúng cho rồi. Nên nhất định con về. Nè. Dạ. Con một mình bà hả? Không có tôi bà đẻ được nó không? Đi qua đây, mày đi qua đây cho tía, đi qua đây. Trời đất ơi, cho tôi hỏi con tôi một câu. Nè, con nghe tôi hỏi nha con. Nè, con đi đường vậy á, con có mệt không hả? Tôi hỏi rồi. Hỏi rồi. Vậy hả? Rồi ăn uống gì chưa? Vậy tôi cũng hỏi rồi. Dạ, má hỏi rồi. Nè, sao nói không về mà về hả? Rồi. Dạ, hả? Câu này con trả lời rồi luôn. Ủa, có ba câu bà dành bà hỏi hết, tôi hỏi gì? Hả? Dạ. thôi, vậy. Bây giờ tía còn một câu nữa. Trời, tía có nữa hả? Câu này câu mới nha. Mới nha tía. Không đụng luôn. Rồi. Nè, mày có cái bài xuân nào nó vui vui, nó kích động chút không? Bài xuân của má mày buồn quá. Dạ có.
đãi nếp nữa rồi, trong nó nữa đúng không? Bà sao vậy? Tôi đã nói rồi, nó không có gì ở đâu. Lo mừng ba cái bánh cho kịp giao thừa, cúng kiến đồ được chứ. Trong ngóng hoài chiếc á. Biết đâu Tết này rồi không chừng nó về làm sao. Nó nói là nó không có gì à được. Trong cái gì? Nhà người ta con cái Tết nhất xung vầy, vui vẻ. Nhà này á, hai vợ chồng có một đứa con à, mà Tết nó cũng không chịu về nữa. Để hai vợ chồng già ngồi nhìn nhau như hai con khỉ vậy. Phải rồi, tôi là con khỉ già. Bởi vì bây giờ tôi không còn xuân sắc, không còn hấp dẫn quyến rũ bà nữa đúng không? Cười cái gì? Nói mà biết nghĩ cho con bây giờ á. Con mình á, nó là thanh niên trai tráng, nó phải có công danh sự nghiệp. Trời đất ơi, nó đi làm, đi học hành, làm ăn xa thì mình phải cổ vũ cho con mình. Đó bây giờ tôi hỏi bà nè, kêu nó gì như vậy? Rồi có phải là đường xá bây giờ là xe cổ nó kẹt tùm lum đúng không? Ừ đúng rồi, đường xá xe cổ dữ lắm. Rồi nó đi về như vậy rồi là phải tốn tiền tốn cổ chứ đâu phải là tự nhiên về được đúng không? Tốn tiền chứ. Biết nói như vậy mình là cha mẹ là mình phải hy sinh cho con đúng không? Ừ thì phải hy sinh. Ờ mà con nó không về như vậy thì mình không được trách con đúng không? Không trách. Đâu có trách đâu. Mà bà nghĩ sao buồn? Ủa tôi thấy nhà mình vui quá trời quá đất, buồn cái gì mà buồn? Đó, gói bánh cũng có hai người ha, ăn cơm cũng có hai người, Tết rần rần cũng có hai người. Làm gì mà trách nó, thấy không? Tôi nói rồi là nó không về, tôi cũng không có trách nó đâu. Trách gì Tết. Nhưng mà tôi vẫn muốn nó về. Vậy thôi. Thì tôi cũng muốn nó về vậy. Nên thôi. Trời ơi bà có biết bà khóc ghê lắm không hả? Trời ơi thôi, gần tới giao thừa rồi, làm cái gì cho nó vui làm đi, đừng khóc, tôi sợ lắm. Ờ ha, hát đi. Thôi hả? Buồn không có hát gì hết. Ủa tôi đâu kêu bà hát nhạc vui đâu, bà hát nhạc vui tôi chết liền á. Hát cái khúc dân ca mà hồi xưa, cũng vì cái khúc dân ca đó mà tôi cua bà rồi mình thành vợ thành chồng đó, nhớ không? Không. Hả? Không có hát. Nói tôi mắc cỡ. Tôi nhớ như in ở trong đầu của tôi, hồi nằm bà ngồi ở cái bến sông, bà giặt áo, tôi chèo xuồng đi ngang, trời ơi nó đẹp không tưởng tượng được. Cái tôi đá lòng nhèo cạch cạch vậy nè. Tôi vũ áo cạch cạch. Rồi vậy cây dính luôn. Hát đi. Thôi hát. Tôi đang nỉ hát đi mà. Không hát rồi. Ơi dòng sông mang nước đi nơi nào, có về quê em nhớ, mang đôi điều rằng em nhớ thương anh nhiều. Trong dời xa dường như tôi thấy chiếc áo nàng phơi, dòng sông chờ mãi người ơi, thương nhớ hoài dù chưa hẹn trâu cao. Một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Nghe nôn nao như chiều 30 Tết, bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh. Lời dân ca như phù sa con sông, thương quê hương
đường cao luôn ra. Câu dân ca giao thừa nơi xa xứ, có mùa xuân đến từ quê nhà. Hát nữa đi em ơi, hát dân ca. Câu dân ca mang tình xuân bao la. Câu dân ca cho mùa xuân nở hoa, cho xuân về từ khúc hát dân. Nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Em mơ sao một ngày xuân năm ấy, có nhau về cùng hát khúc dân ca. Lời dân ca như dòng sông quê ta, như đang trôi qua, như đêm trăng bên đường em tát nước, chiếc gạo con nuốt cả trăm nhà. Trời ơi, trời ơi, Toàn ơi, con về rồi hả con? Trời ơi, bà, kêu má, bà ơi, thằng Toàn nó về rồi bà ơi. Trời ơi, kêu mừng quá con ơi. Trời ơi, nè, đi qua tới hỏi thăm nè. Qua đây, ta. Đi. Mà, bà, con về quá rồi. Nè. Toàn, mà dạ. Con đi đường con có mệt không? Dạ, con không có mệt. Con đi nè. Sao? Hả? Con có đói bụng không? Dạ, con ăn rồi. Rồi nè. Dạ. Mà sao con nói con không về mà sao giờ con về vậy? Má ơi, lúc đầu con định không về, nhưng con nghĩ giao thừa là lúc cả nhà mình cần phải sum họp bên nhau. Đúng cho rồi. Nên nhất định con về. Nè. Dạ. Con một mình bà hả? Không có tôi bà đẻ được nó không? Đi qua đây, mày đi qua đây cho tía, đi qua đây. Trời đất cơ cho tôi hỏi con tôi một câu. Nè, con nghe tôi hỏi nha con. Nè, con đi đường vậy á, con có mệt không hả? Tôi hỏi hả? Rồi. Hỏi rồi. Vậy hả? Rồi ăn uống gì chưa? Nãy tôi cũng hỏi rồi. Dạ, má hỏi rồi. Nè, sao nói không về mà về hả? Rồi. Dạ, hả? Câu này con trả lời rồi luôn. Ủa, có ba câu bà dành bà hỏi hết, tôi hỏi gì? Hả? Dạ. thôi, vậy. Bây giờ tía còn một câu nữa. Trời, tía có nữa hả? Câu này câu mới nha. Mới nha tía. Không đụng luôn. Rồi. Nè, mày có cái bài xuân nào nó vui vui, nó kích động chút không? Bài xuân của má mày buồn quá. Dạ có.
thắp nhang cho bà. Trời, tưởng mình là người sớm nhất ai về cha nội này. Bà đó, bánh tét là cái món mà bà thích nhất đó, tôi cúng cho bà đó nha. Đợi xíu tôi lấy nhang tôi đốt cho bà. Trứng luộc nè. Quá. Ai cúng gì bài bính bố trận vậy trời? Cầu dừa tét. Không có cúng cái này chung với trứng của tôi được. Trời đất ơi, cúng cái gì mà ngang ngược dễ sợ. Ông xích dành tôi trước chứ. Để tôi trước, mày làm gì vậy? Tôi trước. Gì vậy? Ủa gì kỳ vậy? Trái cây tôi để trên đó rồi đâu mất tiêu rồi, dọn xuống dưới vậy? Ai biết. Không, tôi phải cúng, phải để lên. Của tôi cúng cho bà, tôi để lên. Mệt quá, đây tôi để lên nè. Ông cúng bánh tét đúng không? Tôi cúng nè, cầu dừa đủ tét đó. Rồi sao cúng mấy cái này chung với cái trứng được? Trời, cầu dừa đủ tét. Thôi coi chết ghê. Ủa có chuyện mà mệt quá. Tôi ăn đây. Bây giờ tới diễn tôi thắp nhang. Tôi thắp nhang. Nè khoan đã. Hả? Mắc gì mấy người được thắp trước tôi? Làm gì mà thắp trước? Bà, mặc dù chưa phải là vợ, nhưng mà là người yêu của tôi. Có gì của ông? Của tôi. Mắc gì của ông? Tôi gặp bà trước. Trời đất ơi, gặp trước hả? Tôi là tôi tặng quà trước nè. Thôi 8 tháng 3 là tôi tặng quà cho bà rồi. Thôi tôi gặp trước nè. Ngày 14 tháng 2 là tôi tặng quà rồi. Một nè. Ông... một tay nè. Một tay luôn. Một tay tháng 6. Để tôi cầm trước. Có cha sao? Có cha. Một tháng 6 hả? Là ông thua tôi. Mệt. 3 tháng. Mệt rồi. Tôi cúng tôi này. Tôi phải cúng trước nè. Đây nè. Mà nghĩ cũng ngộ nha. Nhà ba anh em sinh ba. Mà sinh ra sao có hàng này giống nhau. Còn tôi giống con giáp nào chứ. Sao kỳ vậy trời. Thì ông khác trứng. Tôi với nó cùng trứng. Mà ngộ thiệt. Ba anh em sinh ba mà cùng yêu một người. Mà khổ một cái, bà chết mất tiêu rồi. Coi như bữa nay tôi cúng bà như thế này đi. Bà về bà ăn bánh tét với tôi. Ổng cúng gì kệ mấy ổng. Rồi đem vô buồng cúng luôn đi. Đem vô buồng cúng. Để cái lưu hương lên giường luôn rồi nằm xuống thắp nhang nói chuyện với bà. Ê, nói cái gì giống con chết vậy? Trời đất ơi, cái bàn thờ người ta có sẵn thì đem lưu hương xuống dưới hả? Trang này. Thôi, tình. Được rồi. Sẵn đây. Cúng cho bà trước luôn, nha. Rồi cúng bấy bá cái lưu hương luôn. Để ai thành tâm được rồi. Mà tôi nói nghe, quan trọng bây giờ là gì? Thắp nhang, rồi có trái cây, có hoa rồi. Thiếu cặp đèn. Bây giờ đếm 1, 2, 3. Ai đi mua cặp đèn về đây trước, người đó thắng. Được chưa? Rồi, ông đếm đi. Rồi, đồng bằng nha. Chơi ông luôn. 1. Ê, nó nói anh Giang. Nó ông Giang ngã cái ghế luôn rồi nè. Ông đếm quá lại đếm, đi. Mới đếm 1, bỏ chạy rồi. À, đàng hoàng với ông luôn. 2. 3, tự chạy. Mày làm cái gì vậy? Cái gì? Mày làm cái gì vậy? Đi ăn trộm. Ừ. Bây giờ tao hỏi mày nè. Sao? Mình đi ăn trộm đúng không? Đúng rồi, đi ăn trộm. Không làm như vậy làm sao người ta coi người ta thấy hồi hộp được? Trời, tao không biết tao có hồi hộp không. Chứ tao là tao hồi hộp rồi đó. Tụi mày tào lao quá mày ơi. Còn nhỏ kia đâu? Ôi. Tụi bay nghĩ sao mày đi ăn trộm mà tụi bay đóng cửa nhốt tao ngoại. Rồi sao tao vô? Tao... rồi sao mày vô? Tao lỡ... bắt buộc tao phải hành động thôi. Trời ơi! Mày bẻ khóa người ta luôn hả? Chứ sao vô? Trời ơi! Tao không tin luôn á. Trời ơi, tao đã nói rồi, làm ăn trộm á là phải hiên ngang, phải dũng cảm, phải ăn to.
nói lớn. Tao lại coi mày. Cái nhà này như là nhà của tao. Nói mày nghe nè, mày lao quá, tao sắp tè ra quần luôn rồi đó. Mày tào lao quá mày ơi. Đâu có cần phải lao ông chồng dữ vậy. Mày không cần phải nói gì hết, chỉ hành động thôi. Ê, nó gom cái gì nhiều dữ vậy? Hành động thôi, ok. Trời ơi, mày tào lao quá đi. Này đứa bay còn non và xanh lắm. Trời ơi mày, ăn trộm là phải tinh tế, phải để ý xung quanh. Trên đường ta đi tới đây, tao thấy cái gì tao lụm vô, tao bỏ vô bao cái đó. Là người ta bỏ gì mày lụm cái đó hả? Đúng rồi. Xong tao quay lại sau lưng tao thấy đường phố sạch sẽ, tao thần tượng tao luôn. Tao giống như công dân tốt vậy đó. Trời ơi, bây giờ tao hỏi tụi bay nè, mình vô đây làm cái gì? Ăn trộm. Bây giờ mình vô đây mình lấy cái gì lẹ đi? Thì lấy những gì cần thiết. Thì đó, lấy đi. Uầy uầy uầy. Vậy tao cần cái nhà, tao lấy cái nhà được không? Rồi tụi tao lấy gì? Thì tao lấy cái nhà, trong nhà có cái gì tụi bay cứ lấy đi đi. Ok ok. Mày là chủ nhà. Nói nghe, mày lấy những gì cần thiết chưa? Tao lấy được những gì tao cần rồi. Mày lấy cái gì? Hộp mứt. Tao thấy ăn mứt. Mày hay quá, tao quất nguyên cặp bánh tét luôn. Ok. Đúng rồi. Chủ nhà ơi. Chủ nhà. Chủ nhà. Thì mày tiếp đi. Mày bây giờ sao? Bố lên. Mày là chủ nhà. Chủ nhà. Chủ nhà ơi. À, ai? Anh có chắc anh là chủ nhà không? Chắc không? Chắc. Chắc. Anh phải chủ nhà không? Đúng. Chắc chắn anh là chủ nhà. Ừ. Anh ơi, em tới giao đồ của anh. Về lọt hết hồn mà. Tại bữa hôm người đặt thồ của em á là chú, mà nay thấy anh nên em hết hồn, em hỏi kỹ kỹ lại thôi à. À, bữa đó bận công chuyện, nhờ ông người làm ông đặt giùm được không? À, mà sao giờ này mới giao nhà đồ? Dạ. Ban ngày không giao. Dạ. Anh thông cảm giùm em nha. Tết nhất tới rồi, em giao đồ nhiều chỗ lắm, điểm qua là điểm cuối cùng luôn á. Mày giao gì? Dạ máy lạnh. Máy lạnh đâu? Dạ cũng xin phép với mấy anh luôn là ăn vậy. Tại vì bữa hôm chú đặt á, cái hãng đó bên bên tiệm của em hết rồi. À, nhưng mà anh an tâm, bên tiệm của em đưa đến cho anh một sản phẩm mới cực kỳ tiện lợi và vô cùng tiết kiệm. Đâu? Đây. Ui. Mày điên hả? Mày giao tao cái này rồi mỗi lần tao nóng tao quạt về sao tao mát được? Mát. Mát lạnh luôn á. Mát lạnh luôn á. Mát. Mày không tin mày đưa đây. Mày đưa đây. Yeah. Nó đâu vậy? Mày gọi cho nó coi. Alo. Ờ, vậy hả? Nó đâu rồi? Về tới nhà rồi. Cái gì tào lao vậy má? Trời ơi, bộ ba là không thể thiếu một người ở trong cũng không được. Kêu nó lại đi. Hỏi kêu mày. Giỡn với hàng bay chơi thôi. Anh em chơi là phải có nét, phải nghĩa khí đàng hoàng đúng không? Nghĩ sao tao bỏ hai mày, lỡ có bị bắt á, bắt chung. Ăn trộm, bắt nó lại. Ăn trộm, ăn trộm kìa. Bắt nó. Thôi Rồi thôi. Là gì cũng lên vậy? Nó vô nhà tôi ra ăn trộm kìa. Tôi có lấy gì của ổng đâu. Trời ơi, tôi mới đi ngang nhà ổng à, cái đầu gió thổi tới một cái, nguyên một cái áo đó, một cái bạch tôi mới thì cúi xuống tôi cầm lên, là ổng vượt, ổng đánh tôi quá trời, ổng ra ăn trộm thì tôi phải chạy chứ. Kỳ vậy cha nội. Kỳ cái gì? Ông biết cái gì ông nói? Nó đi ngang qua nhà tôi, cái áo rớt ở trong sân sau. Nó ở ngoài nhìn thấy sân sau nhà tôi hả? Lấy thương đi. Ôi. Tôi nói thiệt á, mai mà nó ăn cắp cái áo thun của tôi thôi á, nó mà vô nhà tôi mà nó ăn cắp những cái đồ đạc mà tôi chuẩn bị tôi chưng Tết là tôi thử hết luôn á. Nhớ coi chừng nhà cẩn thận nha. Ok.
Vậy nha. Giờ sao? Bình sẽ luôn. Lần đầu cũng như lần cuối nha. Lần đầu cũng như lần cuối nha. Mày muốn bỏ nha. Đừng chuồn đi. Trong cuối cùng cũng mua được cặp đèn trước rồi. Ê! Chủ nhà, chủ nhà. Đi đâu? Hả? Đi đâu? Vô nhà. Nhà này có ai? Âu lộn nhà. Xin lỗi, lộn nhà. Sao kỳ vậy ta? Dọn. Nè. Ê, tụi mày giỡn mặt với tao quá hả? Tao vô tao biết nhà tao rồi. Mà tụi mày còn dám nói tụi mày là chủ nhà hả? Tụi mày ngon quá ha. Giờ sao? Ê, giờ sao? Có ba ông già hả? Có. Xử luôn có đi. Có ba ông già. Về tới đi. Xúc không? Xúc luôn đi. Xúc mày lên. Ê, mày. Tụi ba đừng có nghĩ tao già. Tụi tao già nhưng cũng còn non lắm. Gì? Cũng còn ngon lắm. Coi nha. Trời ơi. Thấy chưa? Mày thấy gì chưa? Khỉ nhập ổng hả? Cái gì vậy? Còn tao nữa nè mày. Đánh. Ủa vậy? Sao đánh tôi vậy? Ông kêu đánh cho chạy trụng né rồi đi. Cha già vô gì? Còn tao nữa nè mày. Ủa. Cái gì vậy? Sao đánh tôi vậy? Mệt ghê. Đứng sau lưng luôn đi. Ủa. Hình như ông mày đánh cho ông chết luôn đi. Sàng vô tôi chứ vậy? Ông đau thiệt của mày. Ai? Nè. Dạ. Tụi bay là ăn trộm đúng không? Dạ. Tụi bay ăn trộm được gì chưa? Dạ chưa. Tao nghe. Mới lần đầu à chú ơi. Tha cho tụi con đi chú. Ông. Xử sao? Ê mày. Dạ. Giờ này sắp tới giao thừa rồi. Sắp đón Tết tới nơi rồi. Sao không chịu về nhà? Đi qua nhà người ta ăn trộm làm gì? Nhà tụi bay đâu? Dạ, em còn ở chung với thằng này. Hai đứa con ở chung nhà với thằng này nè. Nhà mày ở đâu mày? Con không có nhà. Ra nhà kia ở chung với này ở đâu? Tụi con không có nhà. Dạ. Tụi con khổ lắm chú. Tụi con mồ côi với chú ơi. Thật ra mấy năm trời rồi tụi con không có tiền về quê. Nên tụi con định làm cú này một cái. Một cú gì nhất mà con kiếm đủ tiền về quê là con về rồi chú. Quê mày ở đâu? Quê con ở nơi có biển và gió. Làm kia. Quê con ở sát bên gió và biển. Dạ quê con nó đẹp lắm. Thơ mộng lắm. Con nhớ hoài luôn á. Trước nhà con á có vàng bông vàng, tiếp theo là vàng bông đỏ, sau đó là vàng bông vàng nữa. Nhớ quê quá. Phía bên trái nhà con á có một cỗ xe ngựa, nhưng mà không có con ngựa. Rồi còn thêm bụi chuối, bụi rơm, xa xa có một cây mai, mà không phải một cây nữa, hai bên đều có cây mai. Dưới cây mai còn có một đàn chó kiển, đàn chó xinh đẹp dễ thương lắm. Con còn nhớ trong nhà con á có một cái bàn màu nâu. Cái bàn đó ngày nào ba mẹ của con cũng ngồi đó, cả nhà ăn cơm sum vầy rất là vui. Rồi năm mới Tết đến, chúc Tết nhau trên cái bàn đó, rồi lì xì ở đó. Con nhớ hoài cảnh đó. Ba con giống như chú nè, y chang như chú luôn á. Ê mày, bây giờ ba con chết queo rồi. Ủa ba mày. Nè. Dạ. Trên cái bàn có hộp mứt không? Dạ có luôn. Cái bàn nhà tao. Cái nhà mày tả y hệt nhà tao luôn.
Thôi tả thì hồi nó giống y chang như nhà của tao là sao bay? Không phải đâu mấy chú ơi, nhỏ này nó kể ra ước mơ của tụi con á. Rồi có lấy được gì chưa? Dạ chưa. Ở đó đi, tao lấy cơm cho ăn. Hai mày bị khùng hả? Người ta cho ăn cơm bắt mớ gì khóc? Bữa cơm ân huệ. Ở đây bữa cơm ân huệ này ta đem ra là ta có cái đùi gà nè, lon bia nè, với lại dĩa xôi. Ân huệ cái gì? Nói ngồi y chang như đem tụi nó ra xử bắn cái gì đó. Con đem cơm ra cho tụi mày ăn á. Dạ. Nói nghe nè, thanh niên trai tráng sức dài vai rộng. Không, con nhỏ này không phải thanh niên. Con gái. Dạ. Thanh xuân còn trẻ thì ta kiếm cái chuyện gì đó người ta làm, chứ không phải mình mồ côi cha mẹ mình không có chuyện gì làm cái mình chuyển qua mình đi ăn trộm ăn cắp, hiểu không? Mấy cái đó là sai, mấy cái đó là tầm bậy, hiểu không? Đây ba thằng chú ở đây nè cũng mồ côi cha mẹ. Vậy có ăn trộm không chú? Không bao giờ ăn trộm. Mình kiếm việc làm này không được thì mình đi kiếm việc làm khác. Mình ở đây đi, ba đứa ông đây nè, hiểu không? Sẽ kiếm việc làm cho tụi con. Dạ. Đừng có đi ăn trộm ăn cắp, xấu lắm. Đúng. Dạ, dạ. Con cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Còn cái Tết này, nếu mà mồ côi không nhà không cửa, không sao. Ở đây, ba ông này luôn mở rộng vòng tay. Ở đây đón Tết chung. Được không? Dạ, được. Dạ, được. Rồi. Với một điều kiện. Dạ, điều kiện gì chú? Không có ăn trộm nữa. Dạ. Dạ. Ăn cơm. Dạ. Dạ. Được rồi, Tết đi. Phê đi, dạ, hai cái ghế à? Bạn từ từ thôi. Dạ. Trời ơi. Trời ơi nhìn. Nhìn nó đã mắt gì đâu á trời. Đủ hết rồi. Bông nè, gà, heo quay, ngũ quả. Trời ơi đồ nghề cũng có luôn. Trời ơi cái mạng của mình cũng toàn ten ở đây luôn rồi. Trời ơi, bây giờ nha, bây giờ chỉ cần cái dông. À không, cái người đàn ông mặc áo bông, trời ơi tới mà xông đất một cái là giống như là cái khớp mà vô lúc đó là giống như là diều gặp gió vậy đó, chỉ có phất phất phất. Làm gì đứng, làm gì đứng nói chuyện mình vậy con? Đưa cà phê về rồi hả? Chà, năm nay cũng khai trương hoành tráng quá ha. Đã không tía, đã không tía. Đâu coi. Ngũ quả, heo quay, dạ. Gà quay, dạ. Bông. Trời ơi, cũng lớn dữ vậy. Trời ơi, quá trời hoành tráng luôn tía thấy không? Ủa con. Ủa sao ghi mấy cái bản không vậy? Hiện vật đâu tí không thấy? Ôi, tí không biết. Thầy bói nói với con nha, mấy cái này là thầy bói yểm bùa lên hết rồi. À. Bây giờ cúng vậy thôi, chứ năm sau mà làm ăn phát đạt một cái nha, là coi như mấy cái này nó biến thành hiện vật. Đi coi thầy bói. Dạ. Thầy bói yếm vô mấy cái bản này. Yếm bùa vô hết rồi. Rồi chân cúng vậy là xong á hả? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, thôi hết nổi, hết nói nổi của gái tôi luôn. Rồi cái này nữa. Rồi tự nhiên cho con khỉ đu cục điện chi vậy? Mạng của con. À, mạng con, mạng con khỉ á hả? Dạ, con kêu toàn tén đây nè. Đồ nghề rồi đầy đủ quá. Con để đầy đủ hết rồi. Rồi thôi được rồi, tạm ổn. Dạ. Nhân dịp khai trương, tía chúc con hồng phát. Dạ con cảm ơn tía. Nè con. Dạ. Hôm nay cũng là ngày giỗ má con đó. Dạ. Để tía vô chỉ làm một số món đồ ăn ra cúng má con luôn ha. Dạ. Tía khoan. Hả? Cái gì? Tía. Bữa nào vô không được trơn á. Cái bữa nay tía đừng vô nhà. Trời đất ơi. Nói gì vậy con Xuân? Nhà này của tía, tía nuôi con từ nhỏ cho tới lớn. Nhà tía, tía có quyền tía vô, mắc mới gì tía không được vô. Tại tía là heo, tía không được vô nhà. Cái gì vậy? Này, hổn nghe. Dạ. Tát một cái là không còn cái răng ăn cháo nghe chưa? Con đâu có hổn đâu. Chứ tự nhiên nói tía là heo. Thì tía tuổi hợi, tuổi heo. Thì, rồi tía hỏi là sao? Trời ơi, thiệt giờ nè, tía tính đi, là con tuổi thân nè. À. Tía tuổi heo, coi như là dần thân tỵ heo, coi như xung khắc, là không có vô sông đất được. Rồi tuổi nào mới hợp với con? Dạ bây giờ con đang chờ một người đàn ông tuổi thìn. Ừ. Đó chỉ cần vô một cái thôi nha, là coi như lúc đó là giống như là nó tam hợp là nè, thìn tý với cái gì thân tý thìn tam hợp. Dạ đúng rồi, thân tý thìn tam hợp đó, là lúc đó vô một cái làm ăn lên luôn. Năm nay bị đặt mê tính dị đoan nghe, mệt quá, để tí vô tí làm đồ ăn tí cúng mày.
có được vô. Trời ơi, tôi nuôi con gái tôi từ nhỏ tới lớn, nhà này của tôi mà nó không cho tôi vô nhà là trời. Tiết à! Cái gì vậy? Anh tới rồi Tiết ơi. À, hạp mạng á hả? Ừ. Người đàn ông tuổi thìn mặc áo bông, gương mặt sáng sáng, dáng dốc sang trọng. Không biết Tướng Điền sao đây? Tướng Điền nhanh nhẹn, tôi thật là lã lướt. Bây giờ chỉ cần ăn nói thoăn thoắt một cái nè, là y như lời thầy bói phán. Chị. Dạ. Chị Mỹ Xuân. Nó đó. Dạ đúng rồi em nè. Tới chút em đúng không? Vậy chút số xả vào mặt em đi. Lẹ lên, em hứng em chờ nãy giờ rồi nè. Không. Gì không? Không. Thì biết rồi, tới đây chút em đúng không? Không. Thì ấy khai trương xong rồi cái rước nó về giùm cho chú luôn đi con. Tiếng gì? Tự nhiên cái nói vậy gài kèo ảnh nè. Để anh tự nguyện đi. Trời ơi, để người ta tự nguyện hả? Tuổi của con là tuổi ế mãn tính rồi. Năn nỉ người ta không biết ta giớt không nữa. Nó đó tự nguyện. Thế này kỳ quá. Chờ không xíu. Anh à. Tới chúc em đúng không? Ồ. Chúc lẹ đi em vô em khai trương nữa. Em chờ nãy giờ. Chúc rồi đó con. Nó chúc hết từ đáy lòng của nó luôn rồi đó. Tí anh giỡn thôi, để anh hỏi anh lại. Anh chúc lẹ đi em vô khai trương nữa. Nè nghe. Mới gặp con gái tôi nghe, không có cái suy nghĩ bậy bạ, muốn cà cái gì nó hả? Cà lâm. Trời ơi. Cà không bằng pha tật nha. Trời ơi. Em liệu mà. Cái thằng này mày gan mày. Con gái tao nuôi từ nhỏ tới lớn, chưa đánh nó một lần nào, mày dám tát con gái tao mày? Sao. Không có so dịu gì hết mày. Sorry. Trời ơi, nói thằng này chắc lên máu ngồi chết chị quá. Chị Sơn. Con nhỏ này rảnh thiệt. Cái hàng rào tao đi. Vậy, khai trương chưa? Chưa. Khai trương đi chứ, Tết khai trương mới cho em làm gì chứ. Chuẩn bị đang đám cưới à. Mà hả, mời đầu năm đâu có chỗ nào mở đâu, chị mở đi à. Cho em làm tóc, làm nail này nọ cho nó đẹp à. Đầu năm mà hả, đám cưới bực mình dễ sợ luôn á. Đúng rồi đó con, khách ta tới làm cho người ta để ta đi ăn đám cưới con. Đó, chắc chắn ba chị cũng dính cái thiệp đúng không chú? Chú có thiệp mà chú có thiệp đám giỗ, chứ không phải đám cưới trùng với con. Đám cưới con không nguy hiểm hơn, bây giờ phải cần gấp lắm, làm mơn, làm nail, làm tóc cho em đi chứ. Ừ mà chưa có khai trương. Thôi cứ làm đi chứ, kỳ có nhân. Gì? Chị, trời ơi, có nhân viên mới hả? Không ai, chị đừng gọi cho em, kêu ảnh gọi nha. Anh ơi, em ngứa chỗ này nè. Đó, em ngứa chỗ này nữa. Em ngứa chỗ này nữa. Thôi. Trời ơi, làm quá hả? Gì? Không phải nhân viên của tôi. Tính. Nói không kịp. Trời ơi, đàn ông mà nói không kịp là chết rồi nha. Đừng có kêu đứng trước mặt tôi, nó khó chịu. Chú, con ngứa chỗ này là chú gãi không đỡ vô em. Trời ơi, con ơi. Con của chú làm chủ tiệm chứ không phải là chú. Chú đâu có biết làm mấy cái này đâu. Gãi đỡ. Thôi, ngứa. Ở đây không có cái dịch vụ cạo gió. Ngứa đầu. Trời ơi, coi đó. Gọi. Vậy, gọi ai, gọi đại đi. Gọi đầu. Chị thấy chưa? Khách gì mà tào lao, làm ơn chị gọi đầu em trước đi nha. Thôi con ơi, tranh thủ làm cho người ta đi con. Thôi, vô. Gọi đâu? Nhưng mà hôm nay khai trương, gọi đầu Lộ Thiên. Ờ là tự nhiên cầm ghế cả để đó. Ủa tự nhiên cô đây ngồi gọi vậy mà. Hôm nay khai trương sẽ gọi đầu Lộ Thiên. Con ơi. Dạ. Tự nhiên người ta gọi đầu, người ta làm móng hay gì á, ra giữa trời về làm nắng chết. Ủa chưa khai trương, tía phụ con đi. Phụ gì đi, biết gì đâu mà tía phụ. Trời ơi, đây. Trời ơi, làm móng đúng không, làm móng trước thì ngâm đi nghe. Tía. Hả? Cái gì? Tía
kia nhớ hồi nhỏ Thí gãi đầu cho con ngủ sao không? Đúng rồi, Thí gãi đầu Thí ru cho con ngủ. Dạ, Thí qua Thí gãi ru cho ảnh ngủ giùm con đi. Con làm bên này xong con qua con làm cho ảnh. Đi tí á. Bạc chị ơi, cái gì chị bóp vậy sao đã được, chị bóp như sên vậy khó chịu quá, mạnh lên chứ, mạnh á, mạnh thì mạnh này cao cái gì cao đã cái gì vậy trời. Cái gì ông đứa đau ông đứa đã rồi đã. Mạnh rồi cao mạnh là sao đây đã trời ơi thiệt ơi. Rồi để tôi cào nhẹ cho. Chút gọi xong. Cạo. Cái gì? Cạo. Cái gì vậy con để ngược hả? Thường á, người ta cạo xong rồi ta mới gọi. Tự nhiên bay kêu gọi xong rồi cạo. Sao được? Hao xà bông. Cạo gâu. Thôi nghỉ luôn đi. Thôi tí ơi, tí qua làm bên này giùm con đi. Con làm bên này cho. Đúng rồi chú. Chú làm ơn chú bóp cho con mạnh. Thôi cái bà kia bóp như... Trời ơi. Con chịu á, chú bóp là con chịu đó. Ừ. Chịu không nổi. Thôi. Con đảm trách hai người luôn đi. Tí ra tôi uống cà phê. Tí đứng này tôi bóp một hồi á. Tí á. Chạy Sơn. Ủa. Hôm nay cái tiệm tóc không có khai trương sao mà qua đây vậy? Đâu có đâu bà. Khai trương 411 rồi. Ủa giờ này qua đây làm chi? Biết sao không? Sao? Nhân viên ở dưới quê nó ăn Tết kỹ quá, không có chịu lên làm. Bởi vì cảnh gọi không biết làm gì. Qua đây tìm thêm cái mồi đi du lịch. Đâu coi. Ừ. Ủa mồi chưa đủ trễ sao mà giờ đi tìm chi nữa? Đâu có, vừa trước tìm anh bà có mồi dưới nè. Ừ. Nó trễ quá. Ừ. Tìm cho nó qua trên cho nó đều. Rồi, ngồi đợi chuyện xíu. Lẹ lẹ nghe, trễ giờ máy bay. Thì ngồi đợi xíu đi. Trời ơi, cái nè. Gì mà kim kéo tùm lum tùm la vậy trời ơi. Ngồi đợi chứ. Nhà này tiệm đông quá. Chị Xuân. Ủa. Chào chị. Ủa, bữa nay cái tiệm nail không khai trương sao mà qua đây vậy? Khai trương rồi mà không có khách nào tới trơn á. Qua đây qua chị chơi. Qua chơi hả? Đâu có. Nói chơi thôi chứ qua sửa mũi. Ủa, đợt trước mới sửa hả? Bữa là sửa mũi Hàn Quốc. Ừ. Còn bây giờ là sửa mũi Ai Cập chị hiểu không? Bây giờ á, chị dựng cái kim tự tháp lên cái sống cho em. Là sửa cái kim tự tháp nằm trên cái mũi vậy hả? Đúng rồi, dựng lên đút 2-3 cục gạch vô. Rồi, được hết luôn, ngồi chờ chị xíu. Dạ, cảm ơn chị. Chị xuống, xuống. Hả, cái gì? Chị nhìn em, cái mặt của em á, giờ gắn cái kim tự tháp lên cái mũi được không? Khó. Khó làm hả? Khó coi. Thằng cha này chết với em, chết với em. Thôi, được rồi, ngồi đi. Ê, nói nghe nè. Dạ. Rảnh không? Rảnh. Đi qua làm móng giùm bà nàng xíu đi. Cái gì? Em tới đem sữa mũi mà. Trời ơi, người ta tới trước làm trước. Bây giờ làm giùm người ta xong đi rồi tôi vô tôi chuẩn bị đồ làm cho. Nhớ làm cho em nha. Ừ, đi qua làm giùm đi. Ê. Gì nữa? Đừng chụp hình nữa. Rảnh không? Rảnh. Qua gọi đầu giùm đi. Gì lãng trang vậy trời. Thì qua gọi đầu giùm đi, gọi đầu xong tôi vô chuẩn bị đồ tôi làm cho cái môi. Gọi cho ai? Nè. Alo. Dạ. Dạ em nghe nè, ba người hả? Dạ rồi, chị cứ sắp xếp qua đây đi, em lo được hết. Dạ. Xuân ơi. Ủa tía. Trời ơi, khách đông quá vậy. Dạ. Nè con. Dạ. Tranh thủ làm cho mấy người này xong nghe. Dạ. Rồi tiếp một phái đoàn khách nữa. Bạn gái của tía đến gọi đầu kìa. Ê, rồi. Dạ. Bạn gái của tía đến gọi đầu. Tía. Hả? Tía nói gì không sợ má trên bàn thờ buồn hả? Trời ơi, con khẩu nghiệp quá vậy con. Nè. Bạn gái của tía là cũng là bạn gái của má con đó. Chứ ra chứ nói là bữa nay con gái của tía khai trương, người ta kéo đến gần 18 người luôn, đến để gọi đầu để làm móng ủng hộ cho con gái tía nè. Trời ơi, ở đây đã đông rồi, ở kia 18 người nữa hả? Ừ. Ủa trời, tía nhớ không, bữa nay ai vô khai trương cho con mà đông quá vậy? Siêu trong đất chứ gì. Dạ. Ừ, tía con này chứ ai.
Ờ ha. Ủa nhưng mà tía với con là tam tam cái gì vậy? Xung khắc mà. Tứ hành xung chứ gì? Dạ. Con ơi, con cúng ở đây á là cúng thổ thần đất đai, cái đó là cúng để cho thoải mái thôi, hiểu không? Có thờ, có thiên, có kiêng, có lành thì tía công nhận, nhưng cái này á là con dị đoan. Đó, từ hồi sáng tới giờ là có cái mạng nào gì mà hợp với tôi với con là thình tỷ thân tam hạp gì đó. Có ai tới không? Dạ chưa. Thì đó, chưa tới nhưng mà vẫn đông khách, đúng không? Dạ đúng rồi. Cái đó là con làm ăn có uy tín, tay nghề con giỏi, người ta tin tưởng, người ta đến người ta làm, chứ đâu phải là do cúng mà người ta làm đâu. Dạ. Hiểu không? Dạ con biết rồi. Ừ. Tía vô phụ con đi, đông quá. Tía sẽ vô phụ, nhưng mà tía thấy vậy nè. Dạ. Con mời khách vô tiệm gọi làm cho đàng hoàng, ở ngoài nắng rồi khách bị cảm sao? Con biết rồi, vô phụ con nghe. Rồi, mời quý khách vô trong tiệm làm. Ủa? Cho nó mát. Ủa? Nhanh đi chú. Rồi. Vô làm cho mát. Chú có gọi xong cái đầu. Vô trong gọi tiếp. Đi vô gọi. Đi anh đi vô gọi cái đầu cho. Nhanh lên bà Sơn, vô đây phụ rồi dẹp đi. Bỏ vô chai gọi đầu cho em gọi đầu cho. Vậy. Nè làm gì nữa đây? Rồi hả? Đúng à. Cắt lại đúng không? Thế là đẹp rồi hả? Trời ơi thì. Trời ơi. Tôi nói thiệt luôn á nha. Anh chồng của chị hay quá hay luôn á. Tôi nói thiệt, nếu mà chai nước nó rớt á, tôi chụp còn hột rồi huống chi là nguyên đứa bé vậy. Mấy anh trời ơi, nói gì mà nói dữ vậy trời. Tôi hồi nãy á, thì tôi thấy á, là bắt được thiệt. Nhưng mà tôi thấy có gì đâu phải ngồi khen gì đâu mà mấy tiếng hồ khen hoài vậy trời. Không, khúc này cho em giải thích đi. Cái này em là người thật tình nói nha. Cái này em không có dựng chuyện. Có sao nói như vậy. Là đứa bé nó lùm cơm nó trên hành lang á. Nó thấy một cái đùi ảnh chụp liền mà ảnh chụp cái bóng. Trời đất ơi, anh cũng thấy gì đúng không? Hồi nãy giờ tôi nói nè, mọi người bị dư luận dắt đi. Là chị, em anh khơi. Cũng thấy giống tôi đúng không? Em khơi cho chị hiểu đúng không? Em bé đó nó té đi ha. Ví dụ như để cho nó té bình thường đi, bà mụ đỡ nó, không sao hết. Đúng rồi. Tự nhiên cái leo lên, cái chụp cái tay nó lại, nó lội tay. Đó, ai không? Trời đất. Mấy anh mấy chị đứng ở dưới đây không có thấy. Tôi đứng ở bên đây nè, ngang tầm mắt tôi nhìn. Tôi thấy rõ ràng là anh đưa tay nè, anh đỡ đứa bé được mà. Đỡ đó. Ngay cái đầu luôn. Người ta mà. Nhìn, ta thấy kìa. Chị ơi, chị giống như mà cái phường trên mạng là gọi là thánh đạo đức hiển linh hay là cao nhân đắc đạo, đứng bên kia mà nhìn qua đây thấy em đứng ở dưới đây em nhìn trực diện nè, cái tay ảnh trong tầm mắt của em nè, không đúng có chụp chị ơi. Trời ơi nè, trời ơi, chị á, chị có bầu chị không có tiền, nói tôi cho mượn. Dạ. Chứ đừng mà cái kiểu mà đi PA đi quảng cáo cho mấy cái người. Dạ, đó thôi. À, dạ, thiệt dạ. Nha, không có tốt đâu, người ta tưởng ta siêu nhân mốt ta bay bay không, chứ ta dạ, không đi đâu. Nói là nghĩ mình làm phước tích đức cho con không? Trời ơi, sao nói chuyện rồi. Trời ơi trời ơi, đừng có chuyện rồi, mấy đứa về đừng có bàn vô, nó nghe dưới đầu lắm. Cái miệng quá trời, cái miệng à. Ôi ơi, không có gì hết trơn á mà tức như thần à. Như thánh vậy đó. Bởi vậy cái người thôi, 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 thôi chị học, chị học. Dễ sợ, có tức không chị? Thôi, được rồi, thôi mà, mỗi người mỗi tánh mà, chị buồn người ta làm chi. Bây giờ vậy nè, chị chạy vô bệnh viện, chị coi cái ảnh sao rồi chăm sóc cho ảnh đi. Chồng tôi gãy tay trước mắt luôn gì mà còn nói vậy. Thôi, được rồi, không có buồn người ta nha. Đi vô bệnh viện coi ảnh sao đi, rồi quán này có gì tôi nhìn, tôi ngó chút nhìn cho. Nhìn tôi nha, dạ, sốt ruột lắm. Khổ ghê nơi vậy đó.